Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 53. Ha 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 ha, bà ta cười điên cuồng, máu chảy ra từ hốc mắt khô cạn và trống rỗng, quả báo. Đều là quả báo, nhà họ Lý đều chết hết. Lý Vân Hoa, cùng Lăng Yên, các người không thể nghĩ tới, đứa con hoang của các người cũng sẽ chết trong tay tôi. Ha ha ha. Sắc mặt Lý Dục Thần tái nhợt, che kiếm ngư trường trước ngực lại, mắng. Cho dù lời bà nói là thật thì bà cũng nên hận Nguyệt Tiên Lăng, cho dù hận liên đới sang bố tôi thì cũng có liên quan gì tới mẹ tôi. Hừ, Đoàn Phù Dung hừ lạnh một tiếng, cậu cũng thừa nhận cậu chính là con hoang của Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên. Ha ha ha, đáng thương, chỉ sợ cậu còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mẹ cậu như thế nào đúng không? Đương nhiên cậu không biết bà ta trông như thế nào rồi, tôi cũng chưa từng nhìn thấy bà ta, khi đó tôi đã bị mù, chỉ nghe thấy giọng nói. Chỉ cần nghe giọng nói tôi đã biết bà ta là một người phụ nữ hại nước hại dân, làm điên đảo chúng sinh. Chẳng trách Lý Vân Hoa lại si mê bà ta. Buồn cười Nguyệt Tiên Lăng kia, làm tôi mù mắt, hủy dung mạo tôi, nghĩ rằng nếu không có tôi, Lý Vân Hoa sẽ đi cùng bà ta, lại không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim tước vàng ở phía sau sao. Lý Vân Hoa này phong lưu thành tính, làm sao có thể cam lòng lên núi tu hành với bà ta. Sau khi tôi biến thành một con quái vật xấu xí, ông ta lập tức yêu Cung Lăng Yên, còn cố ý đi Điền Nam, đưa Cung Lăng Yên về thủ đô. Sao bọ ngựa bắt ve, chim tước vàng ở phía sau, ý nói theo đuổi một lợi ích hẹp trong khi bỏ qua một mối nguy hiểm lớn hơn. Không biết nữ ma đầu này đã dùng ma pháp gì, không chỉ mê hoặc Vân Hoa mà còn mê hoặc cả nhà họ Lý, ngay cả Lý Thiên Sách cũng nhận bà ta làm con dâu. Nhưng trước đây nhà họ Lý và nhà họ Đoàn có hôn ước, vì để cưới Cung Lăng Yên vào cửa. Bọn họ lại có thể tiêu diệt toàn bộ nhà họ Đoàn. Nhà họ Đoàn có mấy trăm người, không một ai may mắn thoát khỏi. Lý Dục Thần càng ngày càng đau khổ, đứng lên, anh không thể tin nhà họ Lý và mẹ anh sẽ làm ra chuyện như vậy. Không thể nào, chắc chắn bà đã lầm. Lúc đó bà đã mù, làm sao bà biết được. Nhà họ Đoàn không ai may mắn thoát khỏi, vậy ai nói cho bà biết, là nhà họ Lý hủy diệt nhà họ Đoàn. Hừ, tuy tôi mù. Nhưng tôi không ngốc, Đoàn Phù Dung cười lạnh nói, tuy nhà họ Đoàn tôi không bằng nhà họ Lý, nhưng cũng danh ra vọng tộc chân chính, ăn sâu bén rễ ở Thạch Môn. Ngoại trừ nhà họ Lý, còn có người mẹ xuất thân ma giáo của cậu, ai có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Đoàn. Đó đều là suy đoán của bà, Lý Dục Thần phản bác. Đúng vậy, nếu chỉ là như vậy thì quả thực là tôi đoán, Đoàn Phù Dung nói, nhưng lúc ấy tôi đã bái Cát Bất Bạch. Tông sư của Cát Môn lúc bấy giờ làm sư phụ tôi đặc biệt đến Thạch Môn để điều tra việc này, phát hiện dấu vết ma pháp tại hiện trường vụ án, khẳng định việc nhà họ Đoàn bị tiêu diệt có liên quan đến ma giáo. Ngoại trừ người mẹ Cung Lăng Yên của cậu, còn ai cấu kết với ma giáo nữa? Lý Dục Thần muốn phản bác, nhưng Đoàn Phù Dung không cho anh cơ hội, tiếp tục nói. Sư phụ tôi không chỉ là tông sư Cát Môn, còn là truyền nhân của Mặc gia, đã sớm đột phá tiên thiên. Đặc biệt am hiểu việc bí mật lần theo dấu vết. Thông qua theo dõi hơi thở, ông ấy tìm được một người phụ nữ từng xuất hiện ở hiện trường vụ án mạng. Ai? Cung Nhân Lạc. Cung Nhân Lạc. Lý Dục Thần lấy làm kinh hãi. Anh không ngờ lại được nghe lại cái tên này sớm như vậy. Đúng vậy, Cung Nhân Lạc, bà ta là cô của Cung Lăng Yên, tính ra cũng là bà cô của cậu. Đoàn Phù Dung cười lạnh quay người đi. Vết sẹo hình con rết trên mặt run rẩy, tựa hồ đang cười nhạo Lý Dục Thần. Người khác không biết bà ta, nhưng tôi thì biết. Bên cạnh tòa nhà của nhà họ Lý có một căn nhà nhỏ, căn nhà đó thực ra cũng là tài sản của nhà họ Lý, nhưng người bên ngoài không biết. Sau khi Cung Lăng Yên đến, chủ nhân của căn nhà đổi thành Cung Nhân Lạc. Kết hợp đủ loại manh mối đã biết, Lý Dục Thần phán đoán Đoàn Phù Dung không nói dối. Lúc này bà ta cũng không cần phải nói dối. Đối mặt với một người sắp chết, bà ta nói dối có ý nghĩa gì nữa? Vốn dĩ còn vài phần mong đợi về thân phận của Cung Nhân Lạc, có thể là tên giả của mẹ anh hay không? Hiện giờ xem ra hy vọng này đã tiêu tan. Nhưng biết được anh còn có một bà cô như vậy cũng không tệ, ít nhất chỉ cần tìm được bà ta, rất nhiều bí ẩn đều có thể giải đáp. Cung, bà cô của tôi ở đâu? Hừ, sau khi bị sư phụ Cát Bất Bạch tôi theo dõi. Bà ta còn dám ở lại thủ đô sao? Đương nhiên là chạy trốn rồi. Nếu không phải người Mặc gia có lòng vị tha,
năm đó sư phụ tôi đã giết bà ta rồi. Lúc này Lý Dục Thần mới hiểu được, nguyên nhân cung nhân Lạc đột nhiên bán nhà là vì trốn Cát Bất Bạch. Như vậy chắc bây giờ cung nhân Lạc đang trốn ở đâu đó. Người Mặc gia có lòng vị tha. Ha ha, Lý Dục Thần cười lạnh nói, vậy bà thì sao? Chẳng lẽ bà giết tôi không phải là báo thù riêng của bà sao? Thậm chí tôi và bà còn không có thù oán gì, bà chỉ đang chút hận thù cá nhân của mình mà thôi. Vẻ mặt Đoàn Phù Dung lộ ra vẻ đau đớn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nói, cậu nói đúng, quả thực là tôi đang chút hận cá nhân. Tôi không có thù oán gì với cậu, muốn trách thì nên trách bố mẹ cậu. Tôi hận cung Lăng Yên, tôi càng hận Lý Vân Hoa. Hận nhà họ Lý, bọn họ diệt toàn bộ nhà họ Đoàn của tôi, lại cũng bị người khác tiêu diệt, đây gọi là lẽ trời tuần hoàn, quả báo thích đáng, ha 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 ha. Đoàn Phù Dung cười điên cuồng, nhưng tiếng cười lại không có chút vui vẻ nào, tràn ngập bi thương, bay bổng trong vương quốc kim loại bị phế bỏ. Người Mặc gia vị tha, lòng tôi có hận thù cá nhân, đời này khó tiêu trừ được. Cho nên, tôi không đủ tư cách là người Mặc gia. Bà tình nguyện vi phạm lời thề của người Mặc gia, để Mặc gia gánh lấy tiếng xấu, cũng muốn giết tôi. Lý Dục Thần hỏi. Không, tôi không thể giết cậu, là ân oanh giết cậu. Đoàn Phù Dung đối mặt với ân oanh, đi, con đi rút kiếm ngư trường cắm trên người cậu ta ra, cậu ta sẽ chết. Sư phụ, ân oanh sợ hãi kêu lên, tại sao lại muốn con làm? Nếu người chết trong tay con, nhiệm vụ của con sẽ hoàn thành, Đoàn Phù Dung nói, ta vi phạm quy củ của Mặc gia, không có thể diện tiếp tục ngồi vị trí môn chủ này. Ta đã trao nỏ huyền cơ cho con, sau khi con rút thanh kiếm ngư trường này ra, không cần phải trả lại cho ta. Từ nay về sau, con sẽ thay ta, trở thành môn chủ của Cát Môn. Sư phụ, ân oanh quỳ xuống, đồ nhi có tài đức gì, làm sao con có thể đảm đương chức vị môn chủ? Xin sư phụ xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Con nghe không hiểu lời của ta sao, Đoàn Phù Dung tức giận. Sư phụ, ân oanh nức nở nói, sư phụ, oanh nhi nguyện luôn ở bên bầu bạn với sư phụ, oanh nhi không muốn làm môn chủ. Hừ. Luôn ở bên cạnh bầu bạn với ta, nếu không giết được Lý Dục Thần, con sẽ trở thành người của cậu ta, sao còn có thể luôn ở bên cạnh ta? Con! Được rồi, đừng làm khó cô ấy, Lý Dục Thần nói. Đoàn Phù Dung sửng sốt, nghiêng đầu, cau mày nói, cậu nói cái gì? Tôi nói rồi, đừng làm khó cô ấy, tôi tự rút thanh kiếm này ra là được. Sao có thể, Đoàn Phù Dung kinh ngạc. Rõ ràng tôi đã đâm kiếm ngư trường vào tim cậu, sao cậu có thể không có việc gì? Oanh Nhi, xem có phải kiếm ngư trường đang cắm vào ngực cậu ta không? Phải ạ, ân oanh nói. Ai nói bị đâm vào tim thì nhất định sẽ chết. Lý Dục Thần vừa nói vừa cầm chuôi kiếm ngư trường, từ từ rút kiếm ra. Máu tràn ra từ vết thương trên ngực anh, giống như nhũ cao màu trắng, tỏa ra màu vàng nhàn nhạt dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn. A, ân oanh thét lên một tiếng kinh hãi, cậu ta, máu cậu ta màu trắng. Đới Đình cũng mở to hai mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này. Con nói cái gì, Đoàn Phù Dung kinh hãi, máu màu trắng. Máu hóa cao trắng, chẳng lẽ, cậu vượt qua lôi kiếp, tiến vào tiên thiên. Lý Dục Thần nhìn thanh kiếm ngư trường mình vừa rút ra, ngón tay vuốt ve lưỡi kiếm mỏng như lát cá hồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, xứng đáng là vua ám sát, anh khen ngợi. Nếu tu vi của Đoàn Phù Dung cao hơn thì thật sự có thể thành công với một kiếm vừa rồi. Không thể nào, không thể nào, thanh âm Đoàn Phù Dung run rẩy, chưa từng có ai có thể sống sót dưới kiếm ngư trường. Kiếm ngư trường không chỉ vô cùng sắc bén, ẩn giấu sát khí, mà nó còn tự mang độc, độc này không thể giải. Dù cậu có tiến vào tiên thiên, đạt được tiên thể. Chỉ cần cơ thể cậu không phải là kim cương không thể phá hủy, căn bản không thể có chút việc gì được. Lý Dục Thần nhìn giọt máu trắng ngưng tụ trên mũi kiếm, đón ánh sáng mặt trời lặn, trong giọt máu như dương chi bạch ngọc ẩn chứa một tia hắc khí. Bà lão nói đúng, kiếm ngư trường có độc. Nhìn kỹ lại, trong máu thực ra có hai luồng hắc khí, đan xen vào nhau. Một là chất độc của ngư trường, hai là ma khí trong dòng máu của anh. Kể từ lần tâm ma khuấy động trước, sau đó bế quan lại bị đánh gãy, ma khí trên người Lý Dục Thần liền ngo ngoe dục dịch. Hôm nay,
Khi Đoàn Phù Dung đánh lén, anh liếc mắt một cái đã nhận ra kiếm ngư trường, liền quyết định đi một bước hiểm, lấy độc trị độc, dùng độc của ngư trường để chế ngự ma độc trong máu. Trong khoảnh khắc kiếm ngư trường đâm vào trái tim, anh mạnh mẽ luyện vòng chu thiên, hao tâm tổn sức tiêu tốn năng lượng, mạnh mẽ vận chuyển ma khi đến tụ tập trong trái tim. Đây cũng là nguyên nhân khiến vừa rồi anh trông đau khổ như vậy. Một chiêu này vô cùng nguy hiểm, kiếm ngư trường không phải là vũ khí bình thường, nó là tiên khí nổi danh ở Thiên Đô, được ghi tên trong ghi chép danh kiếm. Ma khí tụ tập trong tim, nếu không thể loại bỏ ra ngoài sẽ nhanh chóng ăn mòn tâm trí, khiến anh rơi vào ma đạo trong nháy mắt. May mắn là đã thành công. Đầu ngón tay Lý Dục Thần gõ lên kiếm ngư trường, vẩy ra một chút máu đen. Những giọt máu vẽ thành một vòng cung, lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị dưới ánh mặt trời. Đoàn Phù Dung đưa tay ra, đầu ngón tay bắn ra một luồng khí, đánh trúng một giọt máu. Giọt máu, xì một tiếng, tan thành mây khói. Huyết khí thiên ma. Vẻ mặt Đoàn Phù Dung kinh hãi, lập tức hiểu được Lý Dục Thần vừa làm gì, vậy mà cậu lại mượn độc ngư trường tiêu diệt huyết khí thiên ma trong cơ thể. Trả lại cho bà. Lý Dục Thần vung cổ tay, kiếm ngư trường nhanh chóng đâm ra, hóa thành một luồng ánh sáng rơi vào trong tay Đoàn Phù Dung. Đây là danh kiếm thiên cổ, sao cậu lại không muốn? Đây là kiếm của bà, cũng không phải của tôi. Được, 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 Đoàn Phù Dung liên tiếp nói ba chữ được, không tiếc mạng để đuổi ma là dũng cảm, nhìn thấy bảo vật quý hiếm mà không tham lam là trong sạch. Nếu cậu là đệ tử Mặc gia, hoặc có cự tử sao chi tư? Đáng tiếng, thật đáng tiếc. Sao học phái Mặc gia tôn xưng người có đạo hạnh đáng làm bậc thầy là cự tử? Phiếm chỉ người có thành tựu ưu việt và ảnh hưởng to lớn hoặc nhân vật có uy quyền về một phương diện nào đó. Đáng tiếc gì, Ân Oanh vừa tò mò vừa mong đợi nhìn Lý Dục Thần. Mặc gia đã 2000 năm không có cự tử, Đoàn Phù Dung thở dài, đáng tiếc cậu ta là con trai của ma nữ, Mặc gia thu nhận đệ tử nghiêm khắc nhất, cho nên không thể tiếp nhận cậu ta làm đệ tử. Sư phụ, không phải cậu ta đã mượn độc ngư trường để loại bỏ ma khí trong cơ thể sao? Vậy thì sao, làm sao dòng máu thiên ma có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Loại bỏ ma khí thì dễ, chứ ma tâm mới khó. Nếu ma tâm không được loại bỏ, ma khí đi rồi sống lại, cuối cùng cậu ta vẫn là ma. Đoàn Phù Dung lắc đầu, bỗng cảm thấy thái độ của mình có vấn đề, đột nhiên tức giận nói, tôi đang nói cái gì vậy? Sao tôi có thể thương tiếc nghiệp chướng như cậu? Muốn trách thì trách bố của cậu, ông ta không nên cưới một ma nữ để cậu mang ma huyết trong người, không công lãng phí tư chất thượng đẳng. Cậu đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lý Dục Thần cười nói, bà không giết tôi sao? Đoàn Phù Dung hừ lạnh một tiếng, hừ, tôi không giết được cậu. Cậu cũng đừng hòng dựa vào chuyện này để nhục nhã tôi. 20 năm trước, tôi thực sự đã chịu đủ nhục nhã rồi. Sau đó, bà ta lại nói với Ân Oanh, người Mặc gia coi trọng lời hứa, nếu con không thể giết cậu ta, vậy thì hãy giữ đúng lời hứa, đi cùng cậu ta đi. Sư phụ, Ân Oanh quỳ xuống khóc nói, con không đi, con muốn ở bên cạnh người, chăm sóc người cả đời. Ta là một bà già mù, có gì mà cần chăm sóc, Đoàn Phù Dung nói, con là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi của Cát Môn, con cứ giữ chiếc nỏ huyền cơ kia đi, hy vọng sau này con vẫn có thể tuân thủ quy định của Mặc gia, làm một người Mặc gia đủ tư cách. Nhưng con không thể kế thừa vị trí môn chủ Cát Môn, ta sẽ không giao kiếm ngư trường cho con. Sư phụ! Ân Oanh còn muốn nói thêm, nhưng Đoàn Phù Dung ngăn lại. Đừng nói nữa, con đi đi. Ta sẽ trả lại tiền cho người thuê, đồng thời tuyên bố mệnh lệnh Cát Môn, chấm dứt nhiệm vụ, sau này Cát Môn sẽ không nhận nhiệm vụ ám sát Lý Dục Thần nữa. Người thuê, Lý Dục Thần nhướng mày, hỏi, người thuê là sao? Không phải là muốn giết tôi sao? Đúng vậy, tôi muốn giết cậu, bởi vì tôi hận bố cậu, hận mẹ cậu, hận tất cả mọi người nhà họ Lý, Đoàn Phù Dung tức giận nói, nhưng người Mặc gia không mang thù. Tuy lòng tôi mang hận thù cá nhân, không thực sự đủ tư cách làm người Mặc gia, nhưng vì đã bước vào Mặc gia rồi, làm sao tôi có thể vi phạm các quy tắc của Mặc gia, vì hận thù bản thân mà đến giết cậu. Ân Oanh nói, cậu Lý, chuyện này không trách sư phụ. Có người trả tiền và đăng nhiệm vụ lên bảng ám sát giang hồ, lúc ấy tôi nhìn thấy phần thưởng hậu hĩnh nên đã nhận nó. Là ai muốn giết tôi, Lý Dục Thần hỏi.
Ân Oanh lắc đầu, tôi không biết. Đoạn Phù Dung nói, cậu không cần hỏi con bé, theo quy củ của Cát Môn, sát thủ sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với người thuê. Cho nên con bé không biết người thuê là ai, người thuê cũng không biết ai sẽ chấp hành nhiệm vụ. Vậy ai biết? Tôi, Đoàn Phù Dung nói, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu. Cho dù cậu có giết tôi cũng vô ích, không được tiết lộ thông tin về thân phận của người thuê, đây cũng là quy tắc của Cát Môn. Nếu không thì sau này còn ai làm việc với Cát Môn nữa? Lý Dục Thần gật đầu, được rồi, vậy quên đi. Nhưng tôi có thể tiết lộ cho cậu một chút, người muốn giết cậu đã treo thưởng 10 tỷ trên bảng ám sát giang hồ. Nếu Ân Oanh nhận nhiệm vụ, những người khác sẽ không tới tìm cậu. Chờ đến khi tôi tuyên bố Cát Môn từ bỏ nhiệm vụ này, những tổ chức sát thủ khác hiển nhiên sẽ tiếp nhận. Cậu tự lo cho bản thân mình đi. Lý Dục Thần sửng sốt, cười nói, thì ra tôi lại đáng giá như vậy. Lúc trước ở thành phố Hòa, nhà họ Viên ở tiền đường muốn giết anh, treo thưởng 100 triệu, thu hút rất nhiều sát thủ giang hồ, nhưng cơ bản đều bị đám người chị Mai cản lại. Xem ra số tiền vẫn chưa đủ, 100 triệu không hấp dẫn được sát thủ cấp cao, nhưng 10 tỷ thì lại khác. Cuối cùng ai lại hào phóng như vậy, muốn mạng của anh? 10 tỷ không phải là thứ mà ai cũng có thể lấy ra được. Nhà họ Sở, đương nhiên nhà họ Sở có đủ tiền. Nhưng khi Ân Oanh tiếp nhận nhiệm vụ, Sở Chiết còn chưa chết, Sở Trấn Thanh không có lý do gì phải trả giá cao như vậy để lấy mạng Lý Dục Thần. Nhà họ Tiêu và nhà họ Na càng không thể. Nhà họ Vương có nghi ngờ nhất định, dù sao việc nhà họ Lý trỗi dậy có ảnh hưởng lớn nhất đến địa vị của nhà họ Vương. Nhưng đó chỉ là nghi ngờ, cũng không đủ lý do. Tần Thụ Nghĩa đương nhiên cũng có đủ lý do, khi Ân Oanh tiếp nhận nhiệm vụ cũng là lúc anh và Tần Môn trở thành kẻ thù. Nhưng nếu Tần Thụ Nghĩa đã sắp đặt cục diện phức tạp như vậy, ngày tổ chức tiệc mừng thọ cũng đã trở thành bàn cờ sinh tử, sao còn phải vẽ vời thêm chuyện, lãng phí 10 tỷ. Huống chi Tần Thụ Nghĩa đã chết, người thuê vừa chết, nhiệm vụ sẽ tự động bị hủy bỏ, Ân Oanh không giết anh cũng không tính là thất bại, thoải mái cầm lấy tiền đặt cọc vào trong túi là được. Đoàn Phù Dung nói muốn trả lại số tiền, vậy chứng minh người thuê còn sống. Đoàn Phù Dung không chịu nói. Lý Dục Thần cũng không ép buộc, dù sao chỉ cần chờ sát thủ tiếp theo tới là được, rồi sẽ gặp được sát thủ không tuân theo quy củ. Tất nhiên, chuyện này sẽ tạo thành những nguy hiểm nhất định cho những người xung quanh. Nếu là chuyện giang hồ, anh quyết định gọi điện cho chị Mai, để chị ấy đi điều tra một chút. Bà Đoàn, mối hận diệt tộc, tại hạ đồng cảm. Tôi có thể hiểu được sự hận thù trong lòng bà, nhưng tôi tin rằng trong chuyện này có thể còn có ẩn tình khác. Tôi nhất định sẽ tra ra manh mối, cho bà một lời giải thích, Lý Dục Thần chắp tay nói. Tôi muốn cậu giải thích cái gì? Đoàn Phù Dung không vui nói, tôi không giết được cậu, cũng không muốn liên quan gì đến cậu nữa, cậu đi đi. Bà Đoàn, tôi biết bà hận bố mẹ tôi, nhưng những gì bà nói chỉ là suy đoán, không có bằng chứng. Tôi tin bố mẹ tôi và nhà họ Lý trong sạch, nếu không phải bọn họ làm, bà vừa hận bọn họ. Vừa khiến kẻ sát nhân thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chẳng phải là lợi cho địch hại cho ta sao? Hừ, cho dù không có chứng cứ việc diệt nhà họ Đoàn của tôi, nhưng hủy hoại dung mạo của tôi, làm mù mắt tôi, cùng mọi loại nhục nhã năm đó tôi phải chịu, chẳng lẽ đều là giả sao? Đó là Nguyệt Tiên Lăng làm, sao bà có thể trách bố mẹ tôi? Nguyệt Tiên Lăng đối xử với tôi như vậy còn không phải bởi vì Lý Vân Hoa sao? Nếu không phải ông ta trêu hoa ghẹo Nguyệt, dây dưa không rõ với Nguyệt Tiên Lăng, làm sao bà ta có thể hại tôi? Trong chuyện này, Nguyệt Tiên Lăng là thủ phạm chính, Lý Vân Hoa ít nhất cũng là tòng phạm. Lý Dục Thần cau mày, nói, có lẽ bố tôi cũng không biết chuyện này. Theo điều tra của tôi, việc nhà họ Lý đã bị diệt vong 20 năm trước, Nguyệt Tiên Lăng chính là thủ phạm chính. Rất có thể bố tôi cũng chết trong tay bà ta. Cái gì? Bà ta giết Vân Hoa, Đoàn Phù Dung tức giận, đột nhiên cảm thấy mình thất thố, điều chỉnh cảm xúc một chút, cười lạnh nói, đây là quả báo. Thấy Đoàn Phù Dung kích động như vậy, Lý Dục Thần hết sức đồng cảm với sự cực khổ, tình yêu và thù hận của bà ta. Thưa bà, có nói thêm nữa cũng chẳng được gì, để tôi chữa căn bệnh trầm kha cho bà trước, giúp bà lấy lại thị lực đã rồi tôi sẽ đi điều tra chân tướng, để bà được tận mắt chứng kiến, trả lại sự trong sạch cho nhà họ Lý. Đồng thời cũng là lẽ công bằng cho nhà họ Đoàn. Ân Oanh nghe vậy mừng rỡ,
cậu Lý có thể chữa khỏi bệnh mắt cho sư phụ tôi à? Lý Dục Thần gật đầu nói, có thể thử xem sao. Đoàn Phù Dung thở dài, chàng trai trẻ, cậu không cần phải mất công làm gì. Mắt của tôi bị Nguyệt Tiên Lăng làm mù, bà ta dùng ngân châm đâm thủng mắt của tôi rồi đổ thuốc độc vào đó, sau đó nhét vôi vào hốc mắt. Chẳng những toàn bộ mắt của tôi đã bị hỏng mà ngay cả dây thần kinh thị giác ở bên trong cũng đã chết rồi. Sư phụ tôi đã mời nhiều thầy thuốc nổi tiếng khắp thiên hạ nhưng không ai có thể chữa khỏi được cho tôi. Giờ đây, 20 năm đã trôi qua, nó lại càng không thể sáng lại được nữa. Ân Oanh nói, sư phụ, cậu Lý mới tới thủ đô nổi tiếng nhờ tay nghề chữa bệnh, đã thắng cả bác sĩ Bạch của Bách Thảo Đường. Cậu Lý là thần y, chưa biết chừng lại chữa khỏi được đấy ạ. Đoàn Phù Dung lắc đầu, ta cũng đã nghe nói chuyện đó rồi, bệnh nhân người Tây Tạng đó cũng bị mù, mặc dù cậu Lý đã chữa khỏi được bệnh cho cậu ta nhưng không chữa được mắt cho cậu ta, đúng không? Lý Dục Thần nói, tình huống của Tăng Cát rất đặc biệt, không phải không thể chữa khỏi mắt cho cậu ấy mà là không cần thiết phải chữa. Sư phụ cứ để cậu Lý thử một chút xem sao, Ân Oanh khẩn cầu. Đoàn Phù Dung im lặng một lát, dường như trong lòng cũng dấy lên một chút hy vọng, được. Có thể thử một chút xem sao nhưng nếu như cậu định mượn cớ này để làm nhục tôi thì tôi thà chết còn hơn. Lý Dục Thần không nói thêm gì nữa. Anh bước tới trước mặt Đoàn Phù Dung, cẩn thận quan sát tổn thương ở mắt và mặt. Những vết sẹo ngoằn ngoèo như rết bò trên mặt đó dường như đang lặng lẽ nói lên những đau khổ mà bà ta đã trải qua suốt mấy chục năm nay. Bà Đoàn, mời bà ngồi xuống, hội tụ khí trong cơ thể vào thần mạch. Đoàn Phù Dung làm theo lời anh bảo, ngồi xuống đất, vận dụng tâm pháp để dẫn khí tới thần mạch. Lý Dục Thần lấy ra mấy viên thuốc màu đen, nghiền nát chúng bằng ngón tay rồi thoa đều lên mắt và mặt của Đoàn Phù Dung. Đoàn Phù Dung cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp bọc lấy toàn bộ khuôn mặt của mình. Theo dòng chảy của khí trong cơ thể, dược lực đi theo kinh mạch tới khắp toàn thân rồi đổ về thần mạch. Bà ta chợt thấy toàn thân dễ chịu. Tinh thần sảng khoái như thể ở trên 9 tầng trời mát mẻ. Tác dụng của thuốc rất mạnh, từng tế bào trên người đều bừng lên sức sống mới, cả người như được sống lại một cuộc đời mới. Lý Dục Thần tiện tay tách một tấm thép trên chiếc xe cũ, kéo nó thành sợi tơ, ngón tay vuốt nhẹ một cái, sợi tơ lập tức biến thành những cây châm nhỏ dài ngắn không đều nhau. Tổng cộng có 28 cây kim châm đâm vào 28 huyệt vị trên người Đoàn Phù Dung. Châm kim xong. Anh nói, bà Đoàn, giờ tôi sẽ dạy cho bà cách vận khí, bà làm theo cách tôi dạy, vận khí 7 vòng lớn, sau đó tôi lại châm cứu tiếp cho bà. Anh dùng thần niệm truyền cách vận khí cho bà ta. Đoàn Phù Dung vận khí theo cách này. Bất chi bất giác đã vào đêm. Bóng đêm nặng nề, rải rác những đốm sao, một vầng trăng mờ treo trên trời, ánh trăng chiếu xuống, phủ lên đống phế tích dưới đất một lớp vải sa. Lý Dục Thần ngẩng đầu ngắm trăng, thất thần nhớ lại những gì Đoàn Phù Dung nói hôm nay. Cậu Lý, Ân Oanh đợi một lúc lâu mới dám gọi anh, mắt của sư phụ tôi có thể chữa khỏi thật sao? Lý Dục Thần xoay người lại, trông thấy vẻ mặt mong chờ của Ân Oanh, anh cười đáp, yên tâm, có thể chữa khỏi. Ánh mắt của Ân Oanh lộ vẻ cảm kích, cô ta nhìn sư phụ đang ngồi gần đó, tập trung tĩnh tọa, trên đầu cắm đầy kim châm. Cậu Lý! Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Chuyện gì? Cậu, tại sao cậu lại cứu sư phụ tôi? Bà ấy hận cậu như vậy, chỉ mong cậu chết đi, còn dùng kiếm ngư tràng đâm cậu nữa. Lý Dục Thần cười, nói, bà ấy hận tôi là vì bố tôi phụ lòng bà ấy nên tôi đành phải chấp nhận sự hận thù này. Nhưng khi đó cậu còn chưa sinh ra, ân oán của thế hệ trước lại bắt cậu phải chịu, cậu không thấy ấm ức hay sao? Không có gì đáng phải ấm ức cả, mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên số, tôi tới trần thế chính là để cắt đứt những duyên trần này. Hơn nữa, dẫu có ấm ức thì nỗi ấm ức của tôi có là gì nếu so với nỗi ấm ức mà sư phụ cô phải chịu chứ? Cậu quả là một người tốt, Ân Oanh nói. Người tốt, Lý Dục Thần sửng sốt rồi cười buồn, lắc đầu, tôi không phải là người tốt, tôi cũng không muốn làm người tốt gì hết, tôi chỉ muốn những người bên cạnh mình được bình an, vui vẻ mà thôi. Ân Oanh cười nói, cậu lợi hại như vậy, tôi dùng nỏ huyền cơ còn không thể làm cậu bị thương, sư phụ dùng kiếm ngư tràng đâm vào tim cậu, cậu cũng không chết, đã vậy cậu còn biết y thuật, là một thần y, chẳng lẽ những người ở bên cạnh cậu còn không thể bình an, vui vẻ hay sao?
Lý Dục Thần cười to, đáp, tôi còn tưởng sát thủ thì đều là người kín đáo, lòng dạ sâu xa. Tâm tư của cô đơn thuần như vậy, sao có thể làm sát thủ được? Cô thật giống cậu bảo vệ nhà tôi. Ý cậu là Lý A Tứ à? Ồ, cô biết A Tứ à? Đương nhiên, Ân Oanh đắc ý nói, là một sát thủ đạt tiêu chuẩn, trước khi giết người, bắt buộc phải điều tra rõ ràng tình trạng của mục tiêu. Tôi đã điều tra nhà cậu rồi, đương nhiên là biết Lý A Tứ. Ồ, Lý Dục Thần tò mò, vậy cô nói thử xem Lý A Tứ là người thế nào? Người này à, Ân Oanh ngẩng mặt lên ra chiều suy tư, ngây thơ như chú thỏ trắng, cứng đầu như một con bò, cậu để anh ta làm bảo vệ, tôi nghĩ trong vòng một năm tới, kiểu gì nhà cậu cũng bị mất một vài thứ. Vì sao? Vì anh ta quá đần. Chấm. Hắt xì. Lý A Tứ hắt hơi một cái thật mạnh. Sao vậy A Tứ, cậu bị cảm à, Ngũ Ngọc Xuân đang ngồi dựa vào người Lý A Tứ, cùng ngắm trăng với anh ta. Lo lắng hỏi thăm. Không có gì, chẳng qua dái tai nóng bừng, chắc là có người đang nói gì đó sau lưng tôi, Lý A Tứ nói. Ngũ Ngọc Xuân cười khúc khích, ai nói gì sau lưng cậu vậy? Không phải là cô bé nhà ai nhớ cậu đấy chứ? Lý A Tứ thật thà đáp, tôi chỉ quen một cô gái duy nhất là cậu thôi. Ai mà biết được, Ngũ Ngọc Xuân cố ý quay mặt qua chỗ khác. Lý A Tứ giơ tay lên, tôi xin thề với mặt trăng. Tôi thật sự không quen cô gái nào khác, trong lòng tôi chỉ có một mình Ngọc Xuân. Dẻo miệng, Ngũ Ngọc Xuân nói một câu hờn dỗi rồi nghiêng đầu, tựa vào vai Lý A Tứ. A Tứ, ở đây gió to quá, chúng ta đi vào nhà đi. Ồ, cậu đi vào trước đi, Lý A Tứ nói. Tôi muốn vào phòng cậu ngồi một lát, Ngũ Ngọc Xuân dịu dàng nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lý A Tứ nói, phòng tôi vừa chật hẹp vừa bừa bộn. Không có gì hay để ngồi cả. Hơn nữa, cậu chủ vẫn chưa về, tôi không thể đóng cửa được, tôi cần phải đứng gác. Ngũ Ngọc Xuân tức giận dí ngón tay vào đầu anh ta, đồ ngốc nhà cậu. Lý A Tứ gãi đầu một cái, sao cậu lại nói vậy? Ngũ Ngọc Xuân thở phì phò đứng lên, sư phụ Vinh nấu bữa khuya, tôi đi bưng cho mợ chủ đây. Lý A Tứ ồ một tiếng, bỗng nhiên hiểu ra, tự lẩm bẩm một mình. Có phải mình đã bỏ lỡ chuyện gì không? Ngũ Ngọc Xuân bỗng nhiên quay đầu nói, sư phụ Vinh cũng nấu cả phần cho cậu đấy, lát nữa tôi bưng chúng qua phòng cậu. Nói xong, cô ta nở nụ cười xinh đẹp, xoay người đi nhanh thoăn thoắt. Lý A Tứ nhìn theo bóng dáng yểu điệu dưới trắng của cô ta, người hơi ngây ra. A Tứ, ngẩn người nhìn gì thế, Hầu Thất Quý đi tới. À, quản gia Hầu, tôi ngắm trăng. Lý A Tứ nói. Ngắm trăng, Hầu Thất Quý cười, nếu cậu mà biết ngắm trăng thì Phan Gia Viên không còn bán hàng giả. Lý A Tứ không hiểu giữa ngắm trăng và Phan Gia Viên có bán hàng giả nữa hay không thì có quan hệ gì. Hầu Thất Quý biết anh ta không hiểu, lắc đầu nói, được rồi, tôi đã gọi điện cho cậu Lý rồi, đêm nay cậu ấy bận công chuyện, phải sáng mai mới về, cậu đóng cổng đi nghỉ đi. Lý A Tứ đi đóng cổng, trở về phòng mình. Anh ta nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được, trong lòng hơi ngứa ngáy như thể đang chờ đợi điều gì đó nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang chờ gì. Không biết bao lâu sau, chợt có tiếng gõ cửa. Lý A Tứ đi mở cửa, trông thấy Ngũ Ngọc Xuân xách theo một chiếc hộp đựng thức ăn, mỉm cười dịu dàng đứng ở cửa ra vào. Khuôn mặt cô ta ửng hồng như thể đánh phấn, ánh lên loang loáng dưới ánh trăng khiến trái tim Lý A Tứ dạo dực. Không cho tôi vào à? Ồ, Lý A Tứ ngờ nghịch mời Ngũ Ngọc Xuân vào phòng, luống cuống vứt quần áo vắt trên ghế đi chỗ khác, mời Ngũ Ngọc Xuân ngồi. Ngũ Ngọc Xuân ngồi xuống giường. Cô ta mở hộp cơm ra, trong hộp là bữa khuya đẹp mắt và một ít rượu. Đồ ăn hôm nay cũng có chút công sức của tôi đó, Ngũ Ngọc Xuân nói, nào, A Tứ, cậu nếm thử xem có ngon không. Lý A Tứ ngẩn người há miệng ra ăn đũa thức ăn Ngũ Ngọc Xuân gắp. Lúc này, vị giác như căn hầm phủ bụi của anh ta đột nhiên mở toang cánh cửa. Vị ngọt chảy vào miệng anh ta như một cơn lũ, cuốn qua thực quản, ngập trong dạ dày, sau đó nhanh chóng tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng, theo mạch máu đi khắp toàn thân, khiến toàn bộ thần kinh đều đắm chìm trong vị ngọt như mật. Anh ta chưa từng ăn thứ gì ngon đến vậy, thế nhưng anh ta thậm chí không biết mình đã ăn gì.
Điều duy nhất anh ta nhớ rõ chính là khuôn mặt đỏ hồng của Ngũ Ngọc Xuân. Không biết anh ta lấy đâu ra dũng khí mà lại dám ôm Ngũ Ngọc Xuân, hộp cơm đặt giữa hai người rơi xuống đất. Quần áo bay múa trong gió như cánh bướm rồi rơi xuống đất như lá mùa thu. Hai người đan vào nhau, hòa thành một. Khoảnh khắc ấy, Lý A Tứ cảm thấy có thứ gì đó gõ mạnh một cái trong đầu mình, cả người như bơi giữa biển mật. Ánh trăng chiếu vào phòng qua khe rèm cửa, mờ ảo, trắng trẻo, mềm mại. Hết thảy đều thấm vào trong bóng đêm đẹp đẽ. Tốc độ vận khí quanh cơ thể của Đoàn Phù Dung rất chậm. Khoảng một tiếng mới đi được hết một vòng. Tổng cộng phải vận khí 7 lần, bắt đầu từ hoàng hôn, muốn xong cũng phải đợi tới sáng hôm sau. Lý Dục Thần bèn ngồi xuống đất luyện công. Tuy nhát kiếm vừa rồi không gây ra tổn thương thực sự cho anh nhưng dù sao ngư tràng cũng là một thanh kiếm nổi tiếng từ thời xa xưa, bị nó đâm vào tim không thể nào lại không hề hấn gì. Huống khi cưỡng ép ngưng tụ ma khí, lấy độc trị độc cũng hao tổn của anh không ít tinh thần và pháp lực. Trong lúc tính tỏa, anh mở rộng thần thức, phạm vi cảm ứng của thần thức lại rộng thêm một chút, kỹ càng hơn một chút. Đêm khuya, ánh sao chiếu rọi như thể có một sức mạnh thần bí có cảm ứng lạ lùng với thân thể của anh. Đây là cảm giác mà trước đây anh chưa từng gặp, cho dù là lúc ở Côn Luân, trên đỉnh Thiên Đô, ở nơi gần bầu trời nhất, anh cũng chưa từng có cảm ứng với trời. Sư phụ nói, không phải ai cũng có cảm ứng với trời. Có một số người dù đã vượt qua 5, 6 tầng thiên kiếp cũng chưa chắc đã thực sự cảm ứng được thiên đạo. Lý Dục Thần không biết hiện tại có phải mình đang có cảm ứng với trời hay không, anh chỉ biết giữa mình và những vì sao có một từ trường lớn mạnh, ánh sao như thể chiếu vào trong người anh, tạo nên những gợn sóng trong vắt bên trong tâm thần của anh. Bỗng nhiên, trên bầu trời tối om chợt lóe lên một vệt sáng, tiếng sấm nổ vang rền. Ân Oanh đứng bên cạnh lộ vẻ mừng rỡ, ồ, sắp mưa rồi sao? Lâu lắm rồi thủ đô không hề có giọt mưa nào. Lý Dục Thần vội vàng thu công. Anh biết đây không phải là dông tố bình thường mà là điềm báo kiếp tới do anh luyện công gây ra. Đã rất nhiều lần anh có cảm giác này. Lôi kiếp lần hai sắp tới rồi nhưng cụ thể là khi nào tới thì anh không biết. Có thể có cảm giác về kiếp số nhưng không thể dự đoán chính xác. Điều này cũng giống như vận mệnh của con người trên thế gian vậy. Trời đổ mưa, mưa rất nhỏ nhưng tiếng những giọt mưa đập vào thân xe kêu rất to. Toàn bộ bãi đậu xe ngập tràn trong tiếng mưa lộp bộp. Ồ, có cần đổi chỗ khác cho sư phụ tránh mưa không? Ân Oanh lo âu hỏi. Lý Dục Thần nói, tốt nhất là đừng quấy rầy bà ấy, nếu quá trình vận khí bị xen ngang giữa chừng thì phải làm lại từ đầu. Ân Oanh ừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho nước mưa rơi vào mặt, lọt vào trong cổ áo. Lý Dục Thần nói, tôi dạy cho cô một bộ tâm pháp mặc ra nhé. Ân Oanh giật mình hỏi, tâm pháp Mạc Gia ư, lẽ nào cậu cũng là đệ tử của Mạc Gia? Tôi không phải, Lý Dục Thần cười lắc đầu, nhưng tôi có duyên với Mạc Gia nên từng đọc Mạc Tử Trầm Trung Ngũ Hành Ký, nếu không vì duyên phận này thì tôi đã giết cô ngay từ lần đầu tiên cô ám sát tôi rồi. Ân Oanh lè lưỡi rồi mới sực nghĩ tới, hỏi, Mạc Tử Trầm Trung Ngũ Hành Ký là gì? Lý Dục Thần nói, Mạc Gia có ba thứ truyền lại cho đời sau là văn, võ và đạo. Văn là học thuyết nổi tiếng, các thuyết khiêm ái, phi công, thiên trí, minh quỷ đều là tư tưởng của Mạc Gia để lại cho người đời. Võ là võ đạo và binh đạo, bao gồm ám sát, thuật cơ quan, v.v. chắc là chi này của các cô được kế thừa thứ này. Đạo thì ẩn truyền, được ghi chép trong Mạc Tử Trầm Trung Ngũ Hành Ký, tổng hợp các ghi chép về tu hành của cá nhân Mạc Tử, bao gồm hô hấp thổ nạp, biến hóa ngũ hành, nếu học hết được chúng thì có thể hiểu thấu âm dương, biết quy luật của đất trời. Lợi hại như vậy à, Ân Oanh nghe vậy không khỏi thích thú, ngay cả tôi cũng chưa từng nghe nói bao giờ, cậu thật là lợi hại. Lý Dục Thần cười nói, bản tôi đọc là bản không đầy đủ, sau này nếu có thể thì tôi sẽ giao hết những gì mình nhớ lại được cho cô. Có điều học mặc pháp rất khổ, mặc giả không phải chỉ đơn giản là thay đổi những thứ thuộc về bề ngoài như đi giày cỏ, mặc áo vải đay mà còn phải tu hành cả bên trong. Tôi có thể chịu được cực khổ. Tốt. Vậy trước hết tôi sẽ dạy cô kiến thức cơ bản nhất là thổ nạp và phương pháp nội chuyển âm dương, sau khi học được nó rồi, khi sử dụng nỏ huyền cơ, cô không cần phải bắn mục tiêu ở cự ly gần như vậy nữa. Lý Dục Thần bắt đầu dạy tâm pháp cho Ân Oanh. Ân Oanh thông minh hơn người, thiên phú rất cao, nói một lần là hiểu.
Lý Dục Thần chỉ giảng hai lượt, cô ta đã đi qua một góc tự luyện tập, Lý Dục Thần thấy vậy không khỏi hâm mộ. Ôi, quả nhiên một người thầy tốt là hết sức quan trọng. Nhớ ngày đó ở Thiên Đô, xưa nay sư phụ truyền dạy gì cũng không giảng lại lần thứ hai. Đới Đình ngồi một mình một góc ngắm sao, không biết suy nghĩ những gì. Lý Dục Thần thực sự hết cách với Đới Đình, ngoại trừ đợi trời sáng, đưa cô ấy về giao cho Sở Giao hoặc là sắp xếp cho ở tại nhà họ Lý gia, anh không giúp được gì hết. Trời mưa không bao lâu sau thì tạnh, sét cũng ngừng đánh. Những chiếc ô tô bị vứt bỏ nằm chất đống khắp nơi tựa như một người khổng lồ đang trườn bò giữa đêm tối, dường như có thể sẽ đứng lên nuốt chửng những con người xâm nhập vào thế giới sắt thép này bất cứ lúc nào. Mặt trời mọc lên ở đằng đông, phía đông của những người khổng lồ này được rọi sáng, trong khi phía tây vẫn tối tăm như cũ, tạo nên một chiếc bóng đổ thật dài trên nền đất, tựa như linh hồn đang rời khỏi thể xác. Đoàn Phù Dung thở hắt ra một hơi khí vẩn đục, phải vận khí bảy vòng quanh cơ thể, dù cho công lực của bà ta sâu dày thì cũng vẫn thấy khá mệt mỏi. Sư phụ, người tỉnh rồi. Ân Oanh và Đới Đình đồng thời chạy tới. Lý Dục Thần bước tới, rút những cây châm cắm trên đầu Đoàn Phù Dung ra, khẽ lướt tay qua mặt, bóc một lớp da mỏng trên mặt đi. Ân Oanh và Đới Đình chợt ngẩn người, nét mặt lộ rõ sự kinh ngạc, miệng há to, không thốt nên lời. Đoàn Phù Dung không nghe thấy tiếng, nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Có gì không ổn à? Lý Dục Thần nói, đừng nhúc nhích, vẫn còn một bước cuối cùng nữa, để tôi mở mắt ra cho bà. Anh đưa ngón tay vạch nhẹ mí mắt của Đoàn Phù Dung, thổi một hơi vào trong hốc mắt. Đoàn Phù Dung lập tức mở ra, trong mắt như hồ băng, con người sáng hơn cả viên ngọc trai đen. Hệ thống thị giác đã ngủ say hay nói đúng hơn là đã chết 20 năm nay của bà ta bắt đầu thức tỉnh, ánh sáng chiếu vào mắt bà ta, những bóng sáng mờ ảo lay động trước mắt. Ký ức xa xưa mà quen thuộc cũng thức tỉnh theo. Tâm trạng bà ta kích động, thân thể cũng run rẩy theo. Nhưng bà ta vẫn không dám tin, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Ánh sáng càng ngày càng sáng hơn, cảnh vật càng ngày càng rõ ràng. Hiện ra trước mắt bà ta là một khuôn mặt tuấn tú, điển trai. Hai tay bà ta run rẩy vuốt ve khuôn mặt trước mắt, dịu dàng gọi, Vân Hoa. Vân Hoa, là anh đó ư, Vân Hoa. Lý Dục Thần bất động, để cho bà ta vừa sờ vừa gọi. Vân Hoa, anh vẫn trẻ trung, đẹp trai hệt như ngày xưa. Đôi mắt của Đoàn Phù Dung long lanh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không. Bà ta bỗng quay mặt đi, ngã vào mui xe một chiếc xe cũ, òa khóc. Anh đi đi, em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ. Em quá xấu xí, anh đi đi, đừng bao giờ tới gặp em. Tiếng khóc của bà ta đầy bi thương, Ân Oanh và Đới Đình nghe thấy cũng buồn khổ lây. Sư phụ, Ân Oanh gọi một tiếng. Đoàn Phù Dung sửng sốt, tiếng khóc dần dừng lại, chỉ có cơ thể là vẫn còn dần giật, không chịu quay mặt lại. Sư phụ, người xem này, người xem mặt mình đi. Ân Oanh bẻ gương chiếu hậu của một chiếc xe cũ, lau sạch rồi để trước mặt Đoàn Phù Dung. Đoàn Phù Dung rụt rè nhìn thử. Cái nhìn này như thể ngàn năm trôi qua. Bà ta trông thấy một khuôn mặt xinh đẹp, đường nét xinh xắn, nước da như ngọc. Gương mặt này rất quen thuộc, rất trẻ trung, giống hệt khuôn mặt của bà ta trước khi mù. Tuổi trẻ như dừng lại trên khuôn mặt bà ta. Không còn lại chút dấu vết năm tháng nào. Bà ta ngẩn người. Đây không phải là mơ. Không biết là mừng quá hay là nhớ tới chuyện cũ mà buồn quá, hoặc là do vừa mới làm phẫu thuật xong, nước mắt của bà ta lại giàn giụa một lần nữa. Ân Oanh và Đới Đình thấy vậy không hiểu sao cũng khóc theo. Sư phụ, chúc mừng sư phụ lấy lại được ánh sáng và tuổi xuân. Đoàn Phù Dung chậm rãi quay người lại nhìn Lý Dục Thần. Vân Hoa. Bà ta nhìn Lý Dục Thần đầy bỏng cháy, sau đó lộ vẻ đau đớn, thở dài. Ôi, cậu không phải Vân Hoa, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Sư phụ, đây không phải là mơ, cậu Lý đã chữa khỏi vết thương cho người, mắt người đã sáng lại, dung nhan của người cũng khôi phục rồi. Không, các con không hiểu, đây chính là một giấc mơ, 40 năm như một cái búng tay, yêu hận đủ loại đều hóa thành mây khói thoảng qua. Đới Đình hơi hiểu một chút. Ân Oanh không hiểu, nhìn về phía Lý Dục Thần.
Lý Dục Thần hiểu, anh chữa khỏi mắt cho Đoàn Phù Dung nhưng đồng thời, khi bà ta mở mắt ra, trái tim bà ta đã chết. Chấm. Bà Đoàn, vết thương cũ của bà vừa mới khỏi, cần phải kiểm soát cảm xúc, không nên kích động, Lý Dục Thần nói. Đoàn Phù Dung lấy lại bình tĩnh, đứng dậy cúi đầu trước Lý Dục Thần. Cảm ơn cậu Lý. Hiện tại, bà ta đã khôi phục diện mạo tuổi 20 trẻ trung ngày xưa, chỉ có tóc là vẫn hơi bạc, kết hợp với dung nhan tuyệt đẹp của bà ta, mang tới cảm giác đẹp xuất trần. Lý Dục Thần nhìn bà ta, không khỏi cảm khái, bà ta đẹp như vậy, chẳng trách năm xưa lại bị Nguyệt Tiên Lăng ghen ghét, làm hỏng mặt, quả là trời xanh ghét má hồng, thật đáng buồn. Bà ta đã đẹp vậy rồi, không biết mẹ anh, thánh nữ ma giáo khiến Lý Vân Hoa sống mơ màng kia thì như thế nào? Bà Đoàn, bà không cần cảm ơn tôi, nhà họ Lý từng có lỗi với bà, giờ tôi là người duy nhất của nhà họ Lý còn sống sót, đương nhiên tôi sẽ là người trả nợ cho nhà họ Lý. Bà yên tâm, chuyện nhà họ Đoàn bị diệt môn nhất định sẽ được tôi điều tra rõ ràng, trả lẽ công bằng lại cho bà. Đoàn Phù Dung khẽ thở dài, ôi! Có một số việc đáng lẽ ra tôi nên buông bỏ lâu rồi mới phải. Tôi đã nhiều lần sai người đi giết cậu, dùng những lời lẽ độc ác để thóa mạ bố mẹ, người nhà của cậu, cậu lại không để bụng hiềm khích lúc trước, chữa bệnh cho tôi, cậu quang minh lỗi lạc như thế khiến tôi thấy xấu hổ. So với cậu, tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Chẳng trách năm xưa bố cậu lại ghét tôi. Tôi ôm hận trong lòng hơn 20 năm, hận Nguyệt Tiên Lăng, hận Lý Vân Hoa. Hận cung Lăng Yên, hận toàn bộ nhà họ Lý và nhà họ cung, nỗi hận này kéo dài lâu như vậy, giờ mới hiểu hóa ra chỉ là tôi ngu dại mà thôi. Cậu cứ việc đi điều tra nhưng không cần phải nói với tôi. Nhà họ Đoàn không còn nữa, nhà họ Lý ngày xưa giờ cũng không còn, không ai nợ ai. Cậu chỉ cần sống tốt phần của cậu là được, tôi chỉ có một tâm nguyện xin cậu giúp cho. Xin bà cứ nói. Ân Oanh là đồ đệ của tôi coi con bé như con gái. Nó là một đứa bé ngoan, nếu giữ nó ở bên tôi thì sẽ không tốt cho cuộc đời nó. Nó từng hứa nếu không giết được cậu thì sẽ làm người của cậu. Vậy cậu hãy đưa nó đi đi, hy vọng cậu hãy đối xử tốt với nó. Lý Dục Thần ngạc nhiên, sao lời này nghe kỳ lạ vậy chứ? Sư phụ, con không xa sư phụ đâu, con muốn ở bên chăm sóc cho sư phụ cả đời, Ân Oanh nói. Con bé ngốc này, ta thì cần gì ai phải chăm sóc? Trước đây ta là bà già mù, giờ mắt ta đã sáng lại rồi, còn ở lại bên cạnh ta cũng chẳng giúp được gì. Lời hứa của Mặc Giả, con đã hứa thì phải thực hiện. May mà lần này gặp được cậu Lý, con bé ngốc này, sau này không được tùy tiện hứa hẹn nghe chưa? Đi đi, cậu Lý là người tốt, cậu ấy sẽ không ức hiếp hay bạc đãi con đâu. Sư phụ, con đi rồi thì sư phụ làm thế nào? Ta ư, Đoàn Phù Dung nhìn về phía núi rừng xa xăm. Ánh mắt cô đơn khó tả, bà ta im lặng một lúc lâu chỉ nói ba chữ, ta mệt rồi. Ân Oanh biết sư phụ đã quyết tâm rồi, cô ta quỳ xuống dập đầu lạy Đoàn Phù Dung ba lạy, miệng gọi sư phụ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lý Dục Thần cũng thở dài. Mặc dù Đoàn Phù Dung không còn để tâm nữa nhưng anh lại không thể không để tâm. Chuyện của nhà họ Đoàn, chuyện của Nguyệt Tiên Lăng sự, anh đều sẽ điều tra rõ ràng. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới chuyện của nhà họ Lý. Anh âm thầm hạ quyết tâm, vẫn phải trả lại công bằng cho Đoàn Phù Dung, coi như là thay bố anh trả lại công bằng cho bà ta. Mặt trời lên, kim loại hấp thụ nhiệt lượng, nhiệt độ ở bãi đậu xe tăng lên. Lý Dục Thần nói với Ân Oanh và Đới Đình, chúng ta đi thôi. Ân Oanh lưu luyến nhìn sư phụ, yên lặng bước tới bên cạnh Lý Dục Thần. Đới Đình đứng bất động nhìn bọn họ. Cậu Lý, hai người đi đi. Lý Dục Thần sững sờ, cô không đi à? Đới Đình lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết. Sở Giao bảo tôi đưa cô về. Nhờ cậu thay tôi cảm ơn Sở Giao, nói với Sở Giao rằng Đới Đình ngày xưa đã chết rồi, chết trong thế giới bẩn thỉu đó. Vậy cô, đi đâu? Đới Đình bước tới bên cạnh Đoàn Phù Dung, quỳ xuống nói, sư phụ, đồ nhi lòng như cho tàn, không còn muốn nhập thế. Xin người cho con ở lại bên cạnh người, bầu bạn với người sống nốt quãng đời còn lại trong núi rừng. Đoàn Phù Dung đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Đới Đình. Bà ta có thể cảm nhận được nỗi khổ mà Đới Đình chịu đựng và trái tim đã chết của cô ấy lúc này. Đứa bé này cũng giống bà ta năm đó, chìm trong tuyệt vọng,
khao khát biết bao có người có thể giúp cô ấy một tay, kéo cô ấy lên. Một lúc lâu sau, cuối cùng Đoàn Phù Dung gật đầu, ôm đầu Đới Đình vào trong khuỷu tay. Lý Dục Thần biết Đới Đình đã quyết tâm, không thể ép buộc được nên cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Ân Oanh do dự một chút rồi vẫn đi theo anh. Chấm. Trở lại nhà họ Lý, cửa nhà đóng chặt. Lý Dục Thần đứng ngoài cổng, có dự cảm chẳng lành. Mặt trời đã lên cao nhưng cổng vẫn còn đóng, đây là chuyện chưa từng có ở nhà họ Lý kể từ khi lấy lại được nó tới nay. Cho dù Lý A Tứ thất trách thì Hầu Thất Quý cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lý Dục Thần nhảy vào nhà, tới căn phòng đang đóng cửa của Lý A Tứ, đá văng cửa ra. Lý A Tứ vẫn còn đang nằm ngáy khò khò trên giường. Trong lúc ngủ mơ, anh ta trông thấy một thiên thần có cánh đứng đưa lưng về phía anh ta. Tấm lưng mềm mại, mịn màng, vòng eo dịu dàng, dễ thương, bờ mông nở nang và chân. Anh ta vươn tay ra, khẽ gọi, Ngọc Xuân, Ngọc Xuân. Thiên thần quay mặt lại, nở nụ cười sán lạn. Bỗng nhiên, ánh sáng biến mất, đêm tối bao trùm, trên người thiên thần bốc lên ngọn lửa đỏ rực, mặt thiên thần bị đốt cháy xém, biến thành ác ma đáng sợ. Ác ma bóp cổ anh ta, lôi anh ta dậy, nói, Lý A Tứ, cậu có tội, hãy cùng xuống địa ngục với tôi. Lý A Tứ giật mình la lên, mở choàng mắt ra, trông thấy khuôn mặt phẫn nộ của Lý Dục Thần. Cậu Lý, xảy ra chuyện gì vậy? Lý A Tứ phát hiện ra mình bị Lý Dục Thần bóp cổ xách lên không trung, gần như không nói nên lời. Xảy ra chuyện gì à? Cậu nhìn xem giờ là mấy giờ rồi? Lý Dục Thần vứt Lý A Tứ xuống đất, quay người đi ra ngoài. Lý A Tứ vội vàng mặc áo vào, đuổi theo. Anh ta trông thấy một người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt đi theo Lý Dục Thần, không biết là ai. Ba người vội vàng chạy về phía nhà sau. Trên đường đi hoàn toàn vắng tanh, không có một bóng người. Phòng gia chủ, phòng làm việc và phòng nghỉ đều không có ai. Lý A Tứ có dự cảm chẳng lành, trái tim đập thình thịch. Mãi tới khi đi tới bếp, cuối cùng họ cũng nhìn thấy người. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương ngồi dưới đất, tư thế như đang ngồi nhưng mặt tái mét, mắt nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi hột, trông vô cùng đau đớn. Hai người hầu gái và ba người bảo vệ đều nằm dưới sàn nhà, miệng sùi bọt mép, bọn họ đã chết rồi. Lý Dục Thần lạnh mặt, vỗ một chưởng sau lưng sư phụ Vinh và ông chủ Vương, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng họ. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương cùng tỉnh lại một lúc, mở mắt ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Là sơ suất của tôi, bữa khuya tôi nấu bị hạ độc, sư phụ Vinh áy náy nói. Tôi và ông Vương có công lực sâu dày nên mới miễn cưỡng bảo vệ được tâm mạch, những người khác. Ông chủ Vương nói, không thể trách ông Vinh, hai chúng tôi đều là dân giang hồ lão luyện mà còn không phát hiện ra, thứ độc này rất kỳ lạ. Mộng Đình đâu? Lý Dục Thần vội hỏi. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương liếc nhau rồi đều lắc đầu, không biết, bữa khuya của mợ chủ do Ngũ Ngọc Xuân đưa. Lúc này, Hầu Thất Quý lảo đảo chạy vào đây. Là Ngũ Ngọc Xuân, mợ chủ bị đưa đi rồi, Hoàng Đại Sơn đã đuổi theo, cậu chủ mau. Ông ta còn chưa nói xong đã huỵch một tiếng, ngã lăn ra đất. Đầu ngón tay Lý Dục Thần búng một viên thuốc vào miệng Hầu Thất Quý, còn người thì đã xông ra ngoài. Ân Oanh vội vàng đuổi theo nhưng chỉ thấy chân trời lóe lên một tia sáng, không còn thấy tăm hơi Lý Dục Thần đâu nữa. Biết bay ư? Ân Oanh giật mình. Bấy giờ cô ta mới biết thực lực của Lý Dục Thần mạnh hơn cô ta tưởng rất nhiều, vậy mà cô ta lại dám ám sát anh, đúng là nực cười. Nhưng cô ta vẫn không cam lòng, lập tức thi triển thuật truy vết tiềm hành của Mạc Gia theo hướng mà Lý Dục Thần biến mất rồi đuổi theo. Thế nhưng Lý Dục Thần bay vút lên trời, cô ta làm sao có thể đuổi kịp được. Đúng lúc cô ta đang định bỏ cuộc thì chợt ngửi thấy một thứ mùi đặc biệt. Ân Oanh bịt mũi nhíu mày nghĩ thầm, mùi gì thế này? Lẽ nào cậu Lý bay lên trời là nhờ khí trong người bắn ra ư? Chấm. Trên ngọn núi hoang ở quan ngoại, phía cuối đoạn trường thành uốn lượn như rắn gần như đã đổ sập hoàn toàn, có một ngôi nhà bằng đất trông như lô cốt cũng đã bị sập mất quá nửa. Lâm Mộng Đình nằm dưới mặt đất trong ngôi nhà đó, hai mắt nhắm nghiền lộ vẻ đau đớn. Một gã lùn da ngăm đen, trán bôi thuốc màu ngồi trong ngôi nhà đất,
quỳ chân trước người cô, ngón tay vẽ vài vòng lên trán cô, miệng lẩm nhẩm. Giữa đầu ngón tay của gã lùn và trán Lâm Mộng Đình có một chút sương mù màu đen nối liền giữa trán và ngón tay. Ở cửa ngôi nhà đất có một người đàn ông trông xa sút tinh thần như thể vừa mới ốm nặng một trận đang ngồi. Ông ta chỉ có một tay, tay áo còn lại trống không, bay phấp phới trong gió. Ngũ Ngọc Xuân quỳ trước mặt ông ta cầu xin, ông Tôn, chuyện ông bảo tôi làm, tôi đều đã làm rồi, xin ông thả người nhà của tôi đi. Cô làm rồi à, giọng Tôn Trường Hải the thé như vịt kêu. Tôi đã làm rồi, tôi bỏ thuốc của ông vào thức ăn, tuân theo lời ông bảo, lừa mợ Lý ra ngoài, chuyện ông bảo tôi làm tôi đều đã làm rồi. Hừ, lượng thuốc mà tôi đưa cho cô đủ để hạ độc chết toàn bộ nhà họ Lý, cô đã dùng bao nhiêu? Tôi tốn rất nhiều công sức mới chế ra được loại thuốc độc không màu, không vị, ngay cả ngân châm cũng không thể phát hiện ra này, cô lại dám lãng phí chúng. Vinh Khoái Đao và Vương Tay Thép đều là cao thủ trong số các cao thủ, suýt chút nữa thì cô đã làm hỏng chuyện lớn của tôi rồi. Còn cả tên quản gia và bảo vệ kia nữa, cô dám tự ý chỉ bỏ thuốc mê mà không hạ độc bọn họ. Bọn họ từng giúp đỡ tôi, có ơn với tôi. Hơn nữa, thuốc mê là đã đủ để bọn họ hôn mê rồi. Ông Tôn, mục tiêu của ông là mợ Lý, tôi đã làm cho ông rồi. Nếu chỉ cần bắt người phụ nữ này thì tội gì tôi phải tốn công sai cô đi hạ độc làm gì. Tôi muốn cả nhà họ Lý đều phải chết. Ngũ Ngọc Xuân sợ rùng mình, ông Tôn, xin ông tha cho Lý A Tứ, anh ấy chỉ là bảo vệ, không biết gì hết. Ha ha, mình còn chưa lo xong đã vội nghĩ tới người tình rồi, Tôn Trường Hải cười lạnh lùng. Vươn cánh tay còn sót lại ra, nâng cằm của Ngũ Ngọc Xuân lên, mặc dù cô không bằng ả trong phòng nhưng cũng coi như xinh xắn. Nói rồi, bàn tay của ông ta vuốt dọc theo cổ xuống bên dưới. Toàn thân Ngũ Ngọc Xuân run rẩy nhưng cô ta không dám phản kháng. Bố mẹ, người thân của cô ta đều đang trong tay Tôn Trường Hải. Bàn tay của Tôn Trường Hải chợt dừng lại, ông ta cúi đầu nhìn mình, nhớ lại chuyện ở Yến Bắc Viên hôm đó. Nếu không phải tại Vinh Khoái Đao và Vương Tay Sắt tiêu diệt linh xà của tôi, hủy hoại đạo căn của tôi thì hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị khoái lạc bị trường xà khoan thành động. Ánh mắt ông ta lóe lên nỗi căm hận, gân xanh trên mặt nổi gồ lên, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, tôi muốn tất cả bọn họ đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Tôn Trường Hải bóp cổ Ngũ Ngọc Xuân, chính cô đã phá hỏng kế hoạch của tôi, cô đã tha cho bọn họ. Ngũ Ngọc Xuân bị siết cổ, mặt tím tái, mắt trợn ngược, cô ta cầu xin ông ta, ông Tôn, ông cứ giết tôi đi nhưng xin ông hãy thả người nhà của tôi ra. Siết cô ư, Tôn Trường Hải cười to, ha 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 ha, làm gì có chuyện đơn giản thế. Tôi muốn từ từ tra tấn cô, khiến cô sống không bằng chết. Còn người nhà cô, bố cô, mẹ cô, em trai cô, bọn họ rồi cũng sẽ chết hết, tôi sẽ vứt bọn họ trên cánh đồng hoang ở Mạc Bắc. Để đàn sói gặm sạch xương cốt của bọn họ. Ha 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 ha. Ngũ Ngọc Xuân sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ còn biết ra sức cầu xin. Trường Hải. Người đàn ông ở trong nhà đi ra ngoài. Tôn Trường Hải lập tức cung kính gọi một tiếng, sư phụ. Người đàn ông này rất lùn, còn lùn hơn cả Ngũ Ngọc Xuân, thân hình gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, tựa như vết nước trên mặt đất bị khô hạn. Trông ông ta giống như một bộ xác ướp đã bị rút khô nước, chỉ còn lại cặp mắt xanh thẳm tựa như hồ nước trên cánh đồng băng, lóe lên thứ ánh sáng lạ lùng dưới ánh mặt trời. Tôi muốn đưa người phụ nữ này đi, người đàn ông nói. Sư phụ, người phụ nữ này là con hiến tặng cho người, con xin thề, con chưa từng chạm vào cô ta. Nếu như người cần thì con sẽ hiến tặng cả cô ả này cho người. Tôn Trường Hải đẩy Ngũ Ngọc Xuân về phía trước. Con cho rằng Lữ Hiển ta là hạng háo sắc hay sao, đôi mắt sắc như dao của người đàn ông già nua nhìn về phía Tôn Trường Hải. Sư phụ, Tôn Trường Hải giật mình, cúi đầu, con sai rồi. Từ trước tới nay, con chưa từng đúng, Lữ Hiển thôi không nhìn nữa, từ nhỏ con đã cực kỳ thông minh nhưng cũng chính vì quá thông minh nên con không lĩnh ngộ được chân lý của Tát Mãn, càng không thể được chân thần chiếu cố. Vâng, Tôn Trường Hải chấp nhận lời phê bình. Tuy tỏ vẻ hổ thẹn nhưng trong lòng lại không phục. Ta phải đi đây, ta sẽ đưa người phụ nữ trong phòng theo, Lữ Hiển nói. Tôn Trường Hải sững sờ, giật mình hỏi, sư phụ không giúp con báo thù ư?
Báo thù, nếu không phải vì đồ của nhà họ Lý thì ta đâu buồn tới nơi này. Con và Tần Thụ Nghĩa mất nhiều thời gian như vậy vẫn không giải quyết được, ta rất thất vọng. Có điều bây giờ có chuyện quan trọng hơn chuyện đó. Chuyện quan trọng hơn ư, Tôn Trường Hải ngơ ngác. Ở trên thảo nguyên, ta nghe thấy tiếng thần kêu gọi, nữ thần Ô Mộc Thiếp của chúng ta sẽ tỉnh lại. Ta đã chuẩn bị xong nghi thức tế trời ở Mạc Bắc, chỉ còn thiếu tế phẩm để hiến tặng. Tế phẩm gì ạ? Một sinh mệnh có thể giao tiếp được với thần, Lữ Hiển nói, vốn dĩ ta muốn tìm Lý Dục Thần, nhưng hiện tại ta phát hiện ra trong người cô gái này cũng có dòng máu có thể khiến thần thức tỉnh. Ta muốn dùng máu của cô ta để tế trời, dùng linh hồn của cô ta để đánh thức nữ thần Ô Mộc Thiếp vĩ đại của chúng ta. Ô Mộc Thiếp. Lúc nghe thấy cái tên này, Tôn Trường Hải dùng mình như thể chỉ mới nghe tên thôi đã khiến ông ta nhận ra bản thân nhỏ bé nhường nào. Đó là sự khác biệt giữa người và thần. Sư phụ, vậy con thì sao? Tôn Trường Hải hỏi. Hoặc là con đi theo ta, hoặc là ở lại đây, tiếp tục ôm mối hận thù của con, Lữ Hiển nói. Con. Tôn Trường Hải hiểu rõ rằng nếu không được sư phụ giúp đỡ thì ông ta hoàn toàn không thể báo thù thành công. Ông ta quỳ mọp xuống, con đi với người. Lữ Hiển gật đầu, bỗng nhiên nói với đống đá lộn xộn bên cạnh, ra đây đi. Một luồng khói vàng bốc lên từ đống đá, hóa thành hình người mặc quan phục cổ đại, đội chiếc mũ giữ ấm, cầm cây phất trần trong tay. Mặt người này bóng lưỡng như bôi sáp, trông giống như pho tượng thần thổ địa trong ngôi miếu kia chuồn ra đây. Khụ khụ, chuyện là, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi là thần thổ địa ở đây. Ông lừa bán phụ nữ trên địa bàn của tôi, vi phạm điều lệ quản lý thành hoàng, giờ tôi sẽ phạt ông 2.000, tạm giữ hành chính 15 ngày. Tôn Trường Hải giật mình, không biết tên này ở đâu ra. Mặc dù ông ta bị hủy đạo cơ do linh xà bị giết nhưng vẫn còn tu vi căn bản, tên này trốn trong đống đá, vậy mà ông ta không hề hay biết gì. Hơn nữa trông kẻ này người không ra người, ma không ra ma, ông ta có thật là thần thổ địa không vậy? Phạt 2.000, tạm giữ 15 ngày là cái quỷ gì? Lữ Hiển cười gằn một tiếng, ha ha, chỉ là một con trồn tinh thối thôi mà cũng dám giả mạo thần tiên. Hoàng Đại Sơn bị đối phương nhìn thấu, biết người này khá có bản lĩnh nên không dám khinh thường. Vốn ông ta thấy Lâm Mộng Đình không gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng nên định câu giờ, chờ Lý Dục Thần tới. Nhưng bây giờ chẳng những ông ta bị phát hiện mà còn bị nhìn thấu thân phận. Cho nên đành phải bất chấp tất cả. Ông đã biết bản đại tiên tôi tới đây, sao không bày rượu ngon, thịt ngon ra mời, Hoàng Đại Sơn cầm cây phất trần giả vờ giả vịt, thực ra trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Lũ chiết Siberia trên núi không thể có thành tựu như mi được, mi ở đâu tới đây? Ha ha, rõ ràng là bản đại tiên đang hỏi ông lại hỏi ngược lại tôi, sao lại có thể mất lịch sự như vậy được? Lữ Hiển không nổi giận. Đáp, thấy tu vi của mi không thấp, đã sắp tới giai đoạn hóa hình nhập đạo, ta cho mi một cơ hội đi theo ta tới Mạc Bắc, chờ ta khai đàn làm lễ tế, nữ thần Ô Mộc Thiếp thức tỉnh, ta sẽ cho mi được hầu hạ thần, xưng thánh trước mặt mọi người, lập miếu thờ, trở thành một vị thần đích thực của một vùng đất, mi thấy sao? Hứ, Hoàng Đại Sơn nhổ nước bọt, mạnh miệng gớm. À nữ thần bỏ đi nhà ông thì có tài cán gì mà bắt tôi phải hầu hạ bà ta? Lập miếu ấy à? Ông nghĩ tôi thèm chắc, tôi đã được lập miếu thờ từ 800 năm trước rồi, miếu của tôi có người thờ phụng, có tiền phúng, có đèn nhang, ai thèm đi theo ông tới cái chỗ cướp chim cũng không có đó chứ. Lữ Hiển thấy Hoàng Đại Sơn thóa mạ nữ thần, những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt lập tức tỏa ra sát khí, ông ta lạnh lùng nói, nếu vậy thì mi chỉ có thể tu hành đến đây thôi. Thật đáng tiếc, loài chiết nhà mi từ lúc có linh trí cho tới khi có tu vi có nhanh cũng phải mất 200-300 năm nhỉ. Hoàng Đại Sơn biết đối phương sắp sửa ra tay nên không dám lơ là, vừa sẵn sàng đón địch vừa cười hì hì nói. Ông biết tôi đã mấy trăm tuổi rồi, sao còn không mau gọi tôi là ông nội đi. Xem lối ăn mặc của ông cũng không khác tên vu sư quỷ quái trong ổ ăn mày lần trước là bao, vừa khéo, ông hãy xuống dưới đó với tên kia đi. Tôn Trường Hải nghe xong, giật mình nhìn Hoàng Đại Sơn, cả giận nói, hóa ra chính ông là người giết ba ya. Hoàng Đại Sơn cười hì hì nói, là ông đây giết đấy, làm gì nhau. Tôn Trường Hải giận dữ nhưng không dám đánh Hoàng Đại Sơn. Ba Ya là sư huynh của ông ta,
cũng là vu sư tát mãn chân chính, mạnh hơn hạng gà mờ như ông ta không phải chỉ đôi chút. Tự đâm đầu vào chỗ chết. Hai tay Lữ Hiển bấm niệm pháp quyết, thổi một hơi về phía Hoàng Đại Sơn, mặt đất bỗng bốc lên gió lớn, cuốn quanh Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn bị gió xoáy bao vây, nhất thời không thở được. Cơn gió này rất mạnh, với pháp lực của ông ta thì không thể phá được nó. Ông ta đành nín thở, quay mòng mòng vài vòng, lựa hướng gió, định bụng thoát ra khỏi cơn gió xoáy này. Nhưng Lữ Hiển đâu đời nào cho ông ta cơ hội thoát thân, liên tục thổi thêm, gió càng ngày càng mạnh, bán kính cơn gió xoáy cũng càng ngày càng lớn. Hoàng Đại Sơn vốn định xoay vòng vòng để tìm chỗ thoát thân, kết quả càng xoay càng nhanh, không dừng lại được. Trong lòng ông ta thầm than hỏng rồi, lão già này mạnh hơn Baya nhiều. Nếu cậu Lý không tới thì chắc chắn ông ta không thể đánh lại được đối phương. Ông ta phẩy cây phất trần, muôn vàn sợi phất trần chui ra ngoài qua khe hở của những cơn gió, bắn về phía Lữ Hiển. Lữ Hiển cười khẩy, nói, chỉ có mấy cọng đuôi sói mà cũng dám lấy ra cho mất mặt. Hai tay ông ta rung lên, vòng tay và chuỗi hạt đeo trên cổ tay phát ra một chuỗi tiếng vang lanh canh. Những sợi phất trần kia bị cuốn lại. Thân thể Hoàng Đại Sơn vẫn còn đang xoay tròn trong gió, lông đuôi lại bị cuốn lại, đành phải kéo mạnh một cái, hòng giật lông đuôi về. Nhưng không biết trên cổ tay Lữ Hiển có gì mà lông đuôi lại bị cuốn rất chặt, không thể giật ra được, trái lại, khi thân thể của ông ta xoay tròn, chiếc đuôi cùng tự cuốn chặt vào người. Lữ Hiển quát khẽ một tiếng, ra đi. Hai tay ông ta kéo về phía sau, Hoàng Đại Sơn bị lôi ra khỏi cơn gió. Lộn mấy trăm vòng trên không rồi ngã phịch xuống đất, hình người biến mất, quay trở về hình dáng của một con hoàng thử lang. Con hoàng thử lang bị chiếc đuôi của chính nó trói lại, lăn lông lốc trên dốc núi, sóc nảy trên đống đá lởm chởm, cuối cùng huỵch một tiếng, đâm vào bức tường thành đổ nát. Lữ Hiển vẫy tay, thân thể Hoàng Đại Sơn lại bay lên, rơi vào tay Lữ Hiển. Lữ Hiển túm ra gáy Hoàng Đại Sơn, cười hỏi, thế nào, đã phục chưa? Có muốn đi theo ta không? Hoàng Đại Sơn rụt cổ lại, vùng vẫy giữa không trung mấy lần, thấy không ích gì bèn nói, được rồi, ông già, coi như ông lợi hại, ông thả tôi xuống, tôi đi theo ông tới bái ả nữ thần bỏ đi kia là được chứ gì? Tôn Trường Hải cả giận, ông dám nhục mạ sư phụ tôi, nhục mạ nữ thần Ô Mộc Thiếp, tôi làm thịt ông. Hoàng Đại Sơn trừng mắt, ông dám, sư phụ ông nói tôi là người hầu thân cận của nữ thần. Sau này sẽ được lập miếu thờ, ông là cái thá gì chứ, ông mà làm thịt tôi, nữ thần sẽ không vui. Sư phụ, Tôn Trường Hải phẫn nộ ra mặt nhưng ở trước mặt sư tôn, ông ta không dám làm bừa. Lữ Hiển nói, một con trồn thối thôi mà, cứ kệ nó nói bậy đi, con chấp nó làm gì. Từ dạo mười mấy năm trước, khi sư thúc của con mất, thần vẫn luôn thiếu người hầu hạ lâu dài. Tu vi của con trồn thối này cũng được. Mạnh hơn đám sư huynh đệ các con nhiều. Để nó hầu hạ thì không còn gì hợp hơn. Nó là yêu, sao có thể so với sư thúc được chứ, Tôn Trường Hải nói. Ôi, Lữ Hiển thở dài, sư thúc của con canh giữ ở Mạc Bắc lâu ngày, chuyên tâm hầu hạ thần, không ngờ lại bị nhận nhầm là ta rồi giết chết. Bọn họ không nghĩ thử xem, nếu là ta thật thì sao bọn họ có thể thành công chứ? Này, các người đừng chỉ mải nói chuyện phiếm như vậy. Mau bỏ tôi xuống trước đã, Hoàng Đại Sơn kêu lên. Buông thì buông, mi cũng không trốn nổi đâu, Lữ Hiển vứt Hoàng Đại Sơn xuống đất. Hoàng Đại Sơn lăn lông lốc mấy vòng, nút thắt ở đuôi tuột ra, cơ thể thoát ra được, được, hôm nay tôi sảy chân rơi vào tay ông thì đành nghe ông vậy, sau này tôi sẽ ở lại trong miếu, không đi ra ngoài. Yên tâm, chờ nữ thần tỉnh lại, mi hầu hạ chu đáo thì đương nhiên sẽ có thần vị, Lữ Hiển nói. Xem ra ông già nhà ông là người tốt, vậy để tôi tặng ông một món quà, Hoàng Đại Sơn bái Lữ Hiển một cái như thể vật nuôi trong nhà chúc Tết, vừa chắp tay lại vừa vẫy đuôi. Cơ thể lắc lư mấy lượt, đột nhiên Hoàng Đại Sơn chổng mông lên, đánh một quả giấm thật to. Khói vàng lập tức ngập tràn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong vòng 100 thước xung quanh nơi này, cây cối và hoa cỏ lập tức héo rũ. Tôn Trường Hải cảm thấy buồn nôn, mắt hoa lên. Không nhìn thấy gì hết. Lữ Hiển phẩy hai tay, miệng niệm chú gọi gió tới thổi tan khó vàng. Tới khi nhìn lại thì không còn thấy tăm hơi Hoàng Đại Sơn đâu nữa.
Lữ Hiền túm một đoạn đuôi hoàng thử lang trong tay, nói, đúng là đã xem thường nó rồi. Không ngờ ở nơi quan trọng như thủ đô mà lại có một yêu vật có đạo hạnh cao như vậy. Tôn Trường Hải mê man một lúc lâu mới tỉnh lại, thấy Hoàng Đại Sơn đã chạy mất, ông ta rầu rĩ nói, chắc chắn nó là do nhà họ Lý nuôi, tiếc là đã chạy mất rồi. Nó chạy không xa đâu, Lữ Hiển giơ đoạn đuôi chuột trong tay lên, mấy trăm năm đạo hạnh của con chiết yêu này nằm ở trong cái đuôi này hết, giờ đuôi bị đứt, tu vi bị giảm quá nửa. Lữ Hiển ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên trời. Sắp tới giờ rồi, người bên phía Mạc Bắc đang đợi ta khai đàn tế thần. Con hoàng yêu này không chạy xa được đâu, chắc là đang trốn ở gần đây để trị thương, dưỡng khí. Trường Hải, con đi tìm nó rồi bắt nó đem về Mạc Bắc, ta đi trước đây. Nói rồi, ông ta giơ cánh tay lên, chiếc chuông trên cổ tay reo lên, mặt đất bỗng bốc lên một làn khói đen chui vào trong ngôi nhà đất, cuốn lấy Lâm Mộng Đình rồi cuốn lấy ông ta, thong thả bay lên trời, hóa thành một đám mây đen bay về phương Bắc. Trong lòng Tôn Trường Hải bất mãn nhưng không làm gì được. Ông ta vốn mời Lữ Hiển tới để báo thù, kế hoạch được thực hiện từng bước một rất thuận lợi. Ngũ Ngọc Xuân là lá bài ẩn mà ông ta đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu, ngay cả Tần Thụ Nghĩa cũng không hề hay biết. Vốn ông ta định dùng lá bài này để đề phòng lỡ như, không ngờ cuối cùng lại phải dùng tới nó thật. Tiếc là ông ta đã đánh giá thấp thực lực của Lý Dục Thần. Tần Môn bị diệt, chính ông ta cũng không còn tồn tại, những sắp xếp trong quá khứ cũng không còn ý nghĩa vốn có. Hiện tại ông ta chỉ muốn báo thù, giết hết người nhà họ Lý. Nhưng Lữ Hiển lại đột nhiên đổi ý, nói rằng trong máu của Lâm Mộng Đình có ma khí ngoại vực, có thể dùng để tế thiên thần, đánh thức nữ thần Bạch Sơn Ô Mộc Thiếp. Vậy là kế hoạch báo thù của Tôn Trường Hải đổ bể. Chỉ có một mình ông ta, đừng nói là Lý Dục Thần, ngay cả Vinh Khoái Đao và Vương Tay Sắt ông ta cũng không đánh lại nổi. Hơn nữa Linh Xà bị giết, đạo cơ bị hủy, lại gãy mất một cánh tay. Hiện tại e là ngay cả tên bảo vệ của nhà họ Lý ông ta cũng không đánh thắng nổi. Nghĩ đến chuyện Lữ Hiển bảo ông ta đi bắt con chuột hoang yêu kia là ông ta lại thấy nhức đầu. Lẽ nào con vật này bị đứt đuôi là sẽ mất đi sức chiến đấu hay sao? Không nói tới những chuyện khác, chỉ dựa vào chiêu đánh giấm vừa rồi của nó, nếu không nhờ Lữ Hiển ra tay thì ông ta đã bị chết vì khói rồi. Tôn Trường Hải không định mạo hiểm, chỉ cần quay về nói là không tìm thấy là được. Dù sao ông ta cũng không báo thù được nữa, quay về Mạc Bắc, chờ sư phụ hoàn thành đại lễ tế thần đã rồi tính tiếp. Ông nhìn về phía Ngũ Ngọc Xuân ở bên cạnh. Ngũ Ngọc Xuân bị sặc hơi rắm của Hoàng Đại Sơn đã ngất xỉu. Tôn Trường Hải nhìn thấy cô ta là lại thấy bực mình. Nếu không phải tại cô ta không nghe lời thì hiện tại người nhà họ Lý đã chết rồi. Cho dù tạm thời không giết được Lý Dục Thần nhưng giết được Vinh Khoái Đao và Vương Tay Sắt thì coi như cũng hả dạ. Con điếm thúi, để xem tao băm vằm mày ra. Tôn Trường Hải lật ngược bàn tay lên, trong tay xuất hiện một con dao nhọn, định ra tay với Ngũ Ngọc Xuân. Bỗng nhiên có người nói, này, nếu ông chém cô ấy thì tính chất sự việc sẽ thay đổi đó. Tội của ông từ lừa bán phụ nữ, trẻ em sẽ thành cố ý giết người, khung hình phạt của tội này cũng khác đó. Tôn Trường Hải quay người lại, trông thấy con hoàng thử lang ngồi xổm trên đống đá ngổn ngang. Vì không có đuôi nên trông khá hài hước. Để ta nghĩ xem nào, Hoàng Đại Sơn ngồi xổm ở đó, chân trước chống má ra vẻ suy tư, tội cố ý giết người sẽ bị phán tội tử hình, tội lừa bán phụ nữ, trẻ em thì nhẹ hơn một chút, chỉ bị giáng xuống tầng địa ngục thứ 17 thôi. Tại sao lại là tầng 17? À, vì tầng 18 hết chỗ rồi. Bố ông nội của ông nội, ông nội của ông nội của ông nội ông, tóm lại là tổ tông 18 đời nhà ông đều đã ở đó rồi. Tại nhà ông mà giá phòng ở tầng địa ngục thứ 18 tăng lên rõ cao. Ôi chao, tầng 17 tốt hơn nhiều, mua nhà còn được tặng kèm suối dầu nóng, độ nóng đảm bảo đạt tới nhiệt độ sôi. Tôn Trường Hải nghe vậy mới biết mình mắc lỡm Hoàng Đại Sơn, con trồn thối này chẳng những dám thối mà miệng cũng rất cay độc. Hoàng yêu thối, dám trêu chọc tao, để xem tao có làm thịt. Rút gân, lột da mày không, Tôn Trường Hải nổi giận quát lên một tiếng, xách dao xông tới. Hoàng Đại Sơn rụt cổ lại, ối lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét, đến đây nào, Đại Vương, tới bắt thiếp đi. Hoàng Đại Sơn bị chặt đứt đuôi, trong chốc lát không thể khôi phục được nguyên khí, mất đi pháp lực,
chỉ có thể nhảy lung tung giữa những tảng đá. Cũng may là thân hình ông ta nhỏ, nhanh nhẹn và rất linh hoạt, mà Tôn Trường Hải bị thương nặng, công lực còn chưa được 1/10. Tận dụng lợi thế địa hình, Hoàng Đại Sơn chạy tới chạy lui, trong lúc nhất thời Tôn Trường Hải cũng không bắt được ông ta. Ha ha ha, ông không bắt được tôi, ông không thể bắt được tôi. Hoàng Đại Sơn sang trái sang phải, lộn người về phía trước, nhảy về phía sau, đúng lúc ông ta đang hét lên thì đột nhiên, kẹt, một tiếng, chân sau mắc kẹt trong một khe đá, không thể rút ra được. Ôi ôi, xong đời. Hoàng Đại Sơn quay người, đưa tay về phía Tôn Trường Hải đang đuổi theo ông ta, chờ một chút. Tôn Trường Hải dừng lại, nghi hoặc nhìn ông ta. Chờ tôi rút chân ra, chúng ta lại chơi tiếp. Hoàng Đại Sơn nói, dùng hai chân trước đẩy hòn đá, cố gắng rút hai chân sau ra, nhưng thử hai lần vẫn không được. Than ôi, sớm biết như vậy thì tôi đã giảm béo. Tôn Trường Hải bước tới, nhét một cái túi lớn vào miệng Hoàng Đại Sơn. Ai chơi với ông? Ai chơi với ông? Mẹ nó, còn cái gì mà đại vương tới bắt thiếp đi? Mẹ nó tôi đánh chết ông. Tôn Trường Hải vừa mắng vừa liên tục tát vào mặt Hoàng Đại Sơn khiến con chiết trông giống như một con chuột chũi. Dừng lại, tôi có chuyện muốn nói. Dừng con mẹ ông, nếu không phải sư phụ bảo tôi đưa ông về Mạc Bắc, mẹ nó tôi đã lột da rút gân của ông rồi. Tôn Trường Hải vẫn không ngừng tát hết cái này đến cái khác. Cũng may Hoàng Đại Sơn đã tu luyện mấy trăm năm, da dày thịt béo nên khả năng chống chọi đánh đập rất tốt. Mặc dù như vậy, ông ta cũng bị đánh đến mức không thể nói được. Này này, sao ông lại không có tinh thần thượng võ như vậy? Tôi có chuyện muốn nói. Được, ông nói đi, để tôi xem ông có thể nói gì. Tôn Trường Hải cũng đánh mệt rồi nên dừng lại, dứt khoát ngồi xuống đất, đối mặt với Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn nhếch miệng cười, khuôn mặt sưng tấy thay đổi, giống như một con gấu trúc màu vàng. Vừa rồi ông đánh tôi bao nhiêu cái? Không nhớ rõ. Ông không nhớ nhưng tôi nhớ, 131 cái. Ông chỉ còn một bàn tay, không mệt à? Nếu đánh gãy nó, bạn gái duy nhất của ông cũng không còn nữa, sau này ông sẽ sống như thế nào? Tôn Trường Hải nhìn thoáng qua tay mình, phải rất lâu mới kịp phản ứng, tức giận nói, mẹ nó, tên yêu quái vàng xấu xa, ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông sao? Hoàng Đại Sơn cười nói, tôi biết ông dám, nhưng ông không có cơ hội. Điều ông phải nghĩ bây giờ không phải là giết tôi, mà là làm sao có thể chịu đựng được sự trả thù tiếp theo của tôi. Ông đánh tôi 131 cái, ta nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần, chính là 1310 cái. Yêu quái vàng, ông đang nói cái gì, sắp chết đến nơi rồi còn mơ đẹp. Đây không phải mộng, đây là hiện thực. Ông không biết có câu nói ra ngoài làm chuyện xấu luôn phải trả lại sao? Nhìn phía sau ông đi. Tôn Trường Hải sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Lý Dục Thần đứng phía sau ông ta, đầu bút giống như một thanh kiếm giết người. Hoàng Đại Sơn bị mất đuôi, mất năng lực biến hóa không biến được thành hình dạng con người nên không có tay, chỉ có móng vuốt. Ông ta dùng móng vuốt cào Tôn Trường Hải 1300 cái. Vừa cào vừa kêu chi chi. Cứ cào xong mấy chục cái, ông ta lại dừng lại hít một hơi, nhân tiện hỏi Tôn Trường Hải một câu. 1300 cái, hơn 20 lần dừng giữa chừng, hỏi Tôn Trường Hải hơn 20 câu hỏi, hỏi hết tất cả những gì Tôn Trường Hải biết. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tôn Trường Hải đã bị cào thành một người đầy máu, da thịt trên người gần như đều nát vụn, toàn thân giống như một con khỉ máu bị lột da. Lý Dục Thần đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Những điều nên hỏi, Hoàng Đại Sơn đều đã hỏi giúp rồi. Điều chắc chắn bây giờ là Lâm Mộng Đình tạm thời an toàn, bị Lữ Hiển mang đến Mạc Bắc tế thần. Lữ Hiển này chính là một trong năm ngũ sứ Ma Môn. Mười mấy năm trước, người bị ông nội Hữu Toàn và Châu Khiếu Uyên cùng giết chết là anh trai của Lữ Hiển, tên là Lữ Vọng. Đáng tiếc Tôn Trường Hải không biết vị trí cụ thể của tế đàn, cho nên tương đối phiền phức, Lý Dục Thần đành phải tự đi tìm. Lữ Hiển bay lên trời rời đi, không thể lần theo dấu vết hơi thở này. Cũng may đã biết là Mạc Bắc, sau khi đến Mạc Bắc, thu hẹp phạm vi, Lý Dục Thần vẫn có hai manh mối để lần theo,
một là ma huyết Lâm Mạn Khanh bị nhiễm của anh chỉ cần kích hoạt khí thiên ma là có thể sản sinh ra cảm ứng nhất định. Thứ hai là cái đuôi của Hoàng Đại Sơn bị Lữ Hiển mang đi. Điều quan trọng nhất trong tu vi của Hoàng Đại Sơn chính là cái đuôi kia. Đuôi chuột yêu vàng hàng trăm năm tuổi cũng là nguyên liệu rất tốt để chế tạo pháp khí, đặc biệt là đạo tát mãn, rất thích loại đồ vật của linh yêu này. Nhưng không biết là do Lữ Hiển đã quên hay là căn bản không để ý, yêu khí của cái đuôi chuột này rất mạnh, mỗi sợi lông đều dính đầy mùi đặc trưng của Hoàng Đại Sơn. Khi anh ta bay lên trời, mùi hương không thể theo dõi được, nhưng chỉ cần ông ta đi dưới mặt đất, mùi hương sẽ lưu lại trên đường. Tuy nhiên, Lữ Hiển có thể bay lên trời, chứng minh ông ta cũng ở cảnh giới tiên thiên. Tát mãn thuộc phù đạo, căn cứ của họ chắc chắn ở Mạc Bắc, không biết có bao nhiêu người, Lữ Hiển lại có phải là vu sư mạnh nhất trong đó hay không? Lý Dục Thần lấy một viên thuốc ra, đút cho Hoàng Đại Sơn, nói, cho ông uống thuốc này hơi sớm, có hơi lãng phí, nhưng đuôi của ông đã bị chặt đứt, coi như là bồi thường cho ông. Sau khi ăn xong, ông có thể tạm thời khôi phục 5 phần pháp lực, sau khi trở về hãy dưỡng thương cho tốt, đợi tôi tìm lại cái đuôi của ông về, gắn lên cho ông. Thật sự có thể nối lại được sao? Hoàng Đại Sơn vốn đã từ bỏ hy vọng, nhưng nghe Lý Dục Thần nói như vậy, trong lòng đột nhiên vui mừng. Chỉ cần bọn họ không hầm ăn là được, Lý Dục Thần nói. Hoàng Đại Sơn bỗng nhiên lại lo lắng, lẩm bẩm, xong rồi, thịt của tôi thơm như vậy, bọn họ nhất định sẽ hầm ăn. Nghe nói ở Mạc Bắc lạnh lắm, người ở đó thích ăn thịt, còn đặc biệt thích ăn đuôi. Cậu chủ, cậu nhất định phải cứu cái đuôi của tôi. Đương nhiên, cứu phu nhân trước quan trọng hơn, nếu không tới kịp, vậy đuôi của tôi cứ để người ta ăn đi. Lý Dục Thần lắc đầu, mùi vị cái đuôi kia của Hoàng Đại Sơn, anh không tưởng tượng nổi ai có thể ăn được nó. Được, tôi đi đây. Đợi đã, cậu chủ, chúng ta nên làm gì với hai người họ bây giờ? Hoàng Đại Sơn hỏi, chỉ vào Tôn Trường Hải máu thịt lẫn lộn và Ngũ Ngọc Xuân đang bất tỉnh. Lý Dục Thần nhìn bọn họ một cái, nói, đưa về nhà họ Lý, giao cho Lý A Tứ. Nói xong, anh cầm kiếm đứng dậy và bay về phía Bắc. Hoàng Đại Sơn nhìn phương hướng Lý Dục Thần biến mất, không khỏi xúc động nói, tuy cậu chủ bay không đẹp bằng phu nhân, nhưng lại thật nhanh. Khi nào mình mới có thể bay lên trời chui xuống đất đây? Ôi, ông trời thật bất công, cậu chủ mới chỉ 20 tuổi, năm đó phu nhân cũng rất trẻ, bọn họ đều có thể bay được rồi. Mình cũng xem như là một trong những người giỏi nhất trong loài chiết, sao tu luyện mấy trăm năm mà còn không thể hóa hình được. May mắn mình đẹp trai. Ông ta sờ lên mặt mình, mới phát hiện đã sưng tấy như gấu trúc, một luồng lửa giận trong lòng bùng lên, quay người đi tới trước mặt Tôn Trường Hải. Có biết thế nào là 18 tầng địa ngục không? Tôi nói cho ông biết, có cắt lưỡi, rút gân, chảo dầu, phanh thân, núi đao, biển lửa. Hoàng Đại Sơn vừa nói vừa đếm móng vuốt. Chấm, ôi, hình như tôi không nhớ rõ, nhưng tầng 17 thì tôi biết, không phải bị ông bị phán xuống tầng 17 địa ngục sao? Ông chắc chắn sẽ phải nếm thử 16 tầng đầu tiên trước, cuối cùng là tầng thứ 17, được mệnh danh là địa ngục giỏi bỏ. Toàn thân Tôn Trường Hải máu thịt lẫn lộn, không còn một mảnh da nguyên vẹn, duy nhất đôi mắt còn tính là sạch sẽ nguyên vẹn lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Ông ta dùng âm thanh khàn đặc tắc nghẽn đầy máu trong cổ họng, gầm lên, giết tôi đi, cầu xin ông. Chấm. Một đài cao thật lớn được xây dựng trên cánh đồng hoang vu mênh mông bất tận. Bên ngoài đài cao dựng những phướn thú ở phía tây, trên mỗi mặt lá cờ đều được thêu đầy các ký hiệu động vật và vu chú, phấp phới trong không trung như những lá cờ. Chính giữa đài cao có một cây cột to đến mức phải hai người mới có thể ôm hết, cao tới hơn 10 thước. Trên đỉnh cột có một người phụ nữ bị trói. Người phụ nữ này chính là Lâm Mộng Đình. Mấy vu sư mặc da thú, đầu gắn lông chim, cổ treo đầy các loại xương thú và răng động vật đang ngồi xung quanh đài cao, niệm chú. Bên ngoài đài cao có rất nhiều người cũng mặc da thú và bôi thuốc màu trên mặt, nhưng đầu không có lông chim, trang sức trên cổ và cổ tay cũng không có nhiều như những vu sư kia. Bọn xếp thành vòng tròn, tạo thành một rào chắn bằng người để đảm bảo có đủ không gian xung quanh đài cao. Bên ngoài, người xem đông nghịt. Những người này đều là tín đồ tát mãn, có người là cư dân gần đó, cũng có người từ nơi xa xôi đến chỉ để chứng kiến kỳ tích vĩ đại lúc này. Mọi người đều nghe nói,
Thảo Nguyên truyền đến tiếng thần gọi. Nữ thần không gì không làm được trong truyền thuyết kia, tổ sư của Vu tộc, sắp thức tỉnh. Nhóm Vu sư sẽ tổ chức lễ cúng tại đây để hiến tế thiên thần. Tề đàn truyền đến những tiếng chú ngũ giống như tiếng gió rít, bay bổng trên cánh đồng hoang vu. Mọi người ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ bị trói vào cây cột thiêng phía cao kia. Nghe nói, người phụ nữ này được mang về từ Trung Nguyên, cơ thể chảy dòng máu của ác ma, dùng máu của cô có thể thức tỉnh ý chí của thần. Cách đây rất lâu, ác ma đi xuống nhân gian, vị nữ thần tổ sư của Vu tộc kia đã dẫn dắt tất cả người trong tộc chiến đấu với ác ma. Máu tươi nhuộm đỏ cả rừng cây và đồng ruộng, máu ác ma chảy tới nơi nào, nơi đó không có lương thực, trái cây nào có thể mọc lên được, chỉ có cỏ dại sinh trưởng tốt. Cuối cùng ác ma cũng bị đánh bại, nhưng nữ thần cũng đã chìm vào giấc ngủ kể từ đó. Truyền thuyết kể rằng, vào ngày thần thức tỉnh, núi băng sẽ tan chảy, những dòng suối trong vắt sẽ chảy qua sa mạc và hoa tươi sẽ nở khắp vùng hoang dã. Những người thờ thần đều muốn theo thần đến một thế giới mới tươi đẹp. Con cháu của bọn họ cũng sẽ sống trong non xanh nước biếc. Hai người Vu tộc mang một cái thùng lớn lên tế đàn, đổ dầu trong thùng qua một lỗ trên chiếc cột chọc trời rồi châm lửa. Ầm một tiếng, ngọn lửa bùng lên, cháy dọc theo cây cột và nhanh chóng cháy tới người phụ nữ bị trói vào cây cột. Người phụ nữ trong ngọn lửa có vẻ cực kỳ đau đớn. Âm thanh của thần chú Tây Chu càng ngày càng vang dội, vang tận mây xanh. Trên bầu trời, một bóng người xuất hiện. Người này cũng ăn mặc như Vu sư, trên người và trên tay mang càng nhiều trang sức. Ông ta dẫm lên mây, nhảy điệu nhảy của thần trên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn Vu sư trên mây, như thể nhìn thấy thần, vẻ mặt vô cùng sùng kính. Vu sư từ từ hạ xuống, dừng ở nơi đỉnh cây cột cao chót vót. Bên dưới ông ta, người phụ nữ bị trói vào cột, ngọn lửa bốc lên trên như rắn độc. Vu sư nhảy múa, niệm những câu thần chú mà con người không thể hiểu được. Mã não, ngọc lam, xương động vật và đồ bạc trên người ông ta tạo ra những âm thanh leng keng trong gió, truyền đi rất xa. Cột lửa đang bốc cháy, người phụ nữ trên cột đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao bọc. Nhưng cơ thể người phụ nữ được bao trùm bởi một tầng ánh sáng đen mờ nhạt, dường như có thể ngăn cách ngọn lửa, mặc dù có thể nhìn thấy nỗi đau của cô ấy. Nhưng cơ thể và dung mạo của cô ấy không bị ngọn lửa thiêu rụi. Vu sư trên cột nói với một giọng thần thánh và uy nghiêm, hãy nhìn xem, đây là ma, kẻ thù của Ô Mộc Thiếp, ác ma đã biến những cánh đồng và khu vườn màu mỡ của chúng ta thành sa mạc. Trong mắt mọi người hiện lên sự tức giận, họ hét lên, thiêu chết cô ta. Thiêu chết cô ta. Thiêu chết cô ta. Chấm. Âm thanh niệm chú của các Vu sư ở bên cạnh tế đàn ngày càng lớn hơn nữa, gió trên đồng cỏ bao la cũng trở nên điên cuồng, gào thét từng đợt. Cờ phướn hình thú ở phía tây bị gió kéo thẳng, phát ra tiếng ào ào. Các ký hiệu trên lá cờ dường như trở nên sống động, phát ra ánh sáng và vùng vẫy thoát khỏi lá cờ, giống như một đàn thiêu thân phát sáng, lao về phía người phụ nữ trên cây cột đang bị bao bọc trong biển lửa. Lá bùa tạo thành một đường thẳng trên không. Nối lá cờ và người phụ nữ. Cờ xí, dây bùa, kết nối với người phụ nữ, giống như sợi xích sắt phát sáng. Vu sư đứng trên đỉnh cột vung tay lên, những người đàn ông cường tráng mặc da thú xếp thành một hàng ở tế đàn bên dưới, mỗi người cầm một cây cung cổ xưa trong tay. Họ giương cung cài tên, nhắm vào người phụ nữ trên cột. Bắn chết cô ta! Bắn chết cô ta! Mọi người lại hét lên. Tiếng hét làm rung chuyển trời đất. Vu sư ở trên đỉnh cột giơ tay lên, mạnh mẽ gạt xuống. Nhóm cung thủ đồng loạt bắn tên, âm thanh dây cung vang lên ngay ngắn, mũi tên như mưa bắn vào bên trong ngọn lửa, trúng người phụ nữ. Máu tươi chảy ra từ cơ thể cô, bị những lá bùa phát sáng xuyên qua ngọn lửa nuốt chửng. Dây bùa dài mảnh được tạo thành bởi những lá bùa nối các lá cờ dần dần chuyển sang màu đỏ, máu tươi chảy dọc theo về phía các lá cờ. Mọi người nhìn thấy người phụ nữ há miệng như thể đang kêu một tiếng thảm thiết, nhưng giọng nói của cô lại bị bao phủ bởi những âm thanh niệm chú ở khắp mọi nơi. Chặt cột. Vu sư hét lên một tiếng. Tám người đàn ông cường tráng, mỗi người cầm một chiếc rìu trong tay, hai người một nhóm, bước tới những lá cờ, chém nứt cây cột ở phía tây. Cột cờ đổ về phía tây, nhưng những lá cờ vẫn tung bay trên không,
nhưng không có sự trói buộc của cột cờ, chúng càng thêm tự do phóng đãng, bị gió cuốn đi, chỉ còn sợi dây bùa nhuốm máu đỏ tươi nối với người phụ nữ kéo lấy chúng nó, như một chiếc diều. Xé xác cô ta. Không biết ai hét lên trước. Mọi người bắt đầu la hét theo. Xé xác cô ta. Xé xác cô ta. Sắc mặt mọi người đỏ bừng, giống như say rượu, hưng phấn hò hét, mong chờ người phụ nữ bị xé thành từng mảnh. Xé. Vu sư gào lên một tiếng. Ở góc phía tây bên dưới, một người vu tộc thổi tù và. Tiếng tù và ù ù vang lên, gió trên đồng cỏ bát ngát trở nên mạnh mẽ hơn. Cờ phướn xung quanh vùng vẫy, quay tròn trên không rồi bất ngờ bay ra ngoài như diều đứt dây. Mọi người nhìn thấy người phụ nữ trên cột bị chia thành nhiều mảnh và bị những lá cờ xung quanh kéo đi. Mỗi lá cờ kéo theo một sợi dây dài, phần đuôi dây có một người phụ nữ, bay về bốn phía. Một lúc sau, chúng biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời và biến mất cùng với con chim ưng bay lượn phía chân trời xa xa. Ô Mộc Thiếp, phu sư hét lên với không trung phía xa, thức tỉnh đi. Những người xung quanh tế đàn nhiệt liệt đứng lên, có người mặt đỏ tai hồng, có người rưng rưng nước mắt, mọi người cùng đồng thanh cầu nguyện. Thần, hãy xuống đi. Mấy vạn người cùng nhau quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, một khối khổng lồ hòa cùng đồng cỏ hoang vu vô tận. Vu sư trên đỉnh cột nhảy xuống, đáp xuống trên tế đàn, nhìn dân chúng đang nằm dạp xuống, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Ô Mộc Thiếp sắp thức tỉnh, thần cũng sẽ xuống rất nhanh, ông ta nói, tôi chính là sứ giả của thần. Ra mắt thần sứ, vu sư bên cạnh dẫn đầu cúi chào. Phía sau có một số vu sư cũng quỳ xuống hô lớn, ra mắt thần sứ. Mấy vạn người đang nằm dạp trên mặt đất cũng đồng thanh kêu lên, ra mắt thần sứ. Tiếng kêu như sấm, vang vọng cả bầu trời. Đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên trên bầu trời phía nam. Vu sư dường như cảm giác được điều gì đó, quay đầu nhìn. Khi ông ta quay đầu lại, tia sáng vẫn là tia sáng, nhưng khi ông ta nhìn thấy, trong ánh sáng lại có thêm một chút màu đen. Tốc độ của màu đen này nhanh hơn tia sáng kia, nhanh đến mức ông ta không kịp phản ứng. Mà sát khí tràn ngập đất trời cũng thổi quét đến. Phù, một tiếng, một thanh kiếm đen xuyên qua cơ thể ông ta, cuốn ông ta bay lên rồi đóng đinh vào cây cột gỗ thô to cao lớn với một tiếng kêu vang kia. Khí đen lan tràn trên thân kiếm, dập tắt ngọn lửa trên cây cột trong nháy mắt. Mọi người mở to mắt, há hốc mồm nhìn cây cột cao chót vót có thể khơi thông với thần. Thần sứ vừa làm phép, nhận quy lạy của bọn họ giờ phút này đang bị treo trên cây cột, ngực cắm một thanh kiếm đen. Phía trên của thần sứ chính là người phụ nữ bị trói vào cột. Làn da của người phụ nữ đã bị cháy xém, trước người có rất nhiều mũi tên cắm vào, giống như một con nhím bị nướng chín. Tia sáng bay về phía trước, đánh vào cây cột trước, bao vây lấy người phụ nữ bị đốt trụi rồi bất ngờ rơi xuống tế đàn. Không biết ai hét lên trước, chân thần đã tới. Trong lòng mọi người chấn động, lại nằm dạp xuống đất, hò hét gì đó. Nhưng vì quá nhiều người nên trở thành một đống hỗn loạn. Lý Dục Thần nhìn Lâm Mộng Đình trong lòng, cảm thấy đau đớn một hồi. Trên người cô có hơn chục mũi tên, quần áo và tóc đều bị đốt cháy, làn da cháy xém một nửa, may mắn là tu vi của cô đã đạt cảnh giới căn bản nhất định, nếu không đã sớm hóa thành tro. Trong cơ thể mơ hồ có một tia chân khí bảo vệ tâm mạch, nhưng huyết khí lại cực kỳ yếu ớt, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều bị rút sạch. Lý Dục Thần lấy một bình nhất chi cam lộ ra, đổ một ít chất lỏng ra rồi nhỏ lên làn da của Lâm Mộng Đình. Sau đó anh mở miệng cô và đổ một ít vào miệng cô. Tựa như gió xuân thổi qua nơi hoang dã, hoa cỏ xanh tươi nở rộ, làn da cháy đen kia lập tức trở nên ẩm ướt. Anh bắt đầu cẩn thận rút từng mũi tên ra khỏi cơ thể cô, mỗi lần rút một mũi tên ra, anh lại nhỏ một giọt chất lỏng lên vết thương. Sau đó... anh dùng phương pháp độ huyệt để truyền chân khí của mình vào kinh mạch của Lâm Mộng Đình. Một lúc sau, Lâm Mộng Đình từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, mờ mịt nhìn anh. Sắc mặt Lý Dục Thần đột nhiên tối sầm, lửa giận ngập trời dâng trào trong cơ thể như nước lũ. Bởi vì anh phát hiện, linh hồn của Lâm Mộng Đình vậy mà cũng giống như máu trên người cô, phần lớn đã bị lấy đi, hiện giờ chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn. Rút máu đoạt hồn.
Đây là lần đầu tiên anh gặp phải thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, mà người chịu tổn thương lại chính là vợ của anh. Mộng Đình, anh gọi một tiếng. Ánh mắt Lâm Mộng Đình dại ra, vẻ mặt ngơ ngác, giống như một kẻ ngốc. Lý Dục Thần đứng dậy, nhìn Vu Sư bị cắm trên cột. Vu Sư đã chết, kiếm khí huyền minh đã giết chết cả thể xác và linh hồn ông ta. Linh hồn của Lâm Mộng Đình bị đưa đi đâu? Anh ngồi xếp bằng xuống, cố gắng cảm ứng. Trên người Lâm Mộng Đình có ma huyết của anh, chỉ cần anh chủ động kích hoạt ma tâm là có thể cảm nhận được. Bốn phương đều có dấu vết còn sót lại, không thể xác định được linh hồn cô bay về hướng nào. A! À. Lý Dục Thần quát lớn một tiếng, kéo một Vu Sư từ bên cạnh tế đàn tới, điên cuồng hét lên, nói. Thần các người hiến tế là ai? Ở đâu? Vẻ mặt Vu Sư kia sợ hãi, không ngừng lắc đầu, không, không biết. Ha, xuống địa ngục đi. Hai tay Lý Dục Thần nắm lấy vai người này, xé thành hai nửa. Sau đó anh lại bắt lấy một Vu Sư khác. Vẻ mặt của anh đã có chút vặn vẹo, trong mắt tràn ngập sát ý. Nói, thần các người hiến tế ở đâu? Không, không biết. Vu Sư còn chưa kịp nói xong, thân thể đã bị xé thành từng mảnh, một trận mưa máu theo tứ chi gãy vụn rải rác trên tế đàn. Nói, ai trong các người nói? Nếu không ai nói, tất cả đều phải chết. Dân chúng quỳ rạp trên đồng hoang dã đều sợ ngây người. Bọn nhìn thấy luồng ánh sáng phía chân trời, nhìn thấy thần từ trên trời giáng xuống, lại đột nhiên giết thần sứ, giết Vu Sư. Tiếp theo, còn muốn tàn sát bọn họ. Nhìn thần sứ bị đóng đinh trên cây cột, nhìn các Vu Sư được người người tôn kính bị xé nát trước mắt, trong lòng mọi người đều dâng lên nỗi sợ hãi vô cùng. Nỗi sợ hãi bao trùm vùng quê hoang vắng phía Bắc. Đàn cừu ở đằng xa dường như cảm nhận được bất an, bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Nhưng những người ở đây lại đứng chờ ra đó không thể cử động, tế đàn khổng lồ trước mặt trói buộc thể xác và linh hồn của họ. Họ từ xa đến chỉ để chứng kiến điều kỳ diệu vĩ đại này. Lý Dục Thần như phát điên, đứng trên tế đàn, trong mắt tràn đầy tia máu. Sát khí trong ngực vô tận, nếu nó bộc phát ra cũng đủ để tiêu diệt mấy vạn người này trong chốc lát. Lại một Vu Sư khác bị anh xé thành từng mảnh. Đúng lúc này, anh nghe thấy Lâm Mộng Đình gọi, Dục Thần. Lý Dục Thần chấn động, vội vàng cúi người ôm lấy Lâm Mộng Đình, vuốt ve khuôn mặt cô. Làn da bị thiêu rụi trên mặt cô đã bắt đầu đóng vảy, bên trong đã sinh ra da non, nhưng như vậy khuôn mặt cô trông càng đáng sợ hơn, giống như một ác ma vừa mới bỏ từ địa ngục ra. Nhưng trong mắt Lý Dục Thần lại tràn đầy dịu dàng, tay anh cũng dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve cô, sợ sẽ làm vỡ vài vết vảy, khiến cô đau đớn. Mộng Đình, anh nhẹ nhàng gọi. Dục Thần. Ánh mắt Lâm Mộng Đình lóe lên một tia thanh tỉnh, giống như ánh trăng trong trời mây đen. Chợt lóe thoáng qua. Cô lại trở nên ngơ ngác, không có chút tinh thần nào. Lệ khí của Lý Dục Thần khiến ma khí trong máu tràn ra, làm tàn hồn của Lâm Mộng Đình tỉnh lại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng biến mất. Mộng Đình, kiên trì, anh nhất định sẽ lấy lại linh hồn cho em, Lý Dục Thần nói. Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Mộng Đình xuống, đứng dậy, lửa giận ngập trời. Đối mặt với đám Vu Sư và dân chúng bất lực như những con cừu non trên đồng hoang. Anh lại túm lấy một Vu Sư, tức giận hỏi, nói, các người đang hiến tế ai? Thần ở đâu? Những đại Vu khác ở đâu? Người này sợ hãi đến mức bắt đầu huyên thuyên bằng tiếng địa phương của họ. Lý Dục Thần nghe vậy liền nôn nóng, giang tay xé nát người này. Những người còn lại sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Lúc này, một người đứng lên từ trong đám đông, nói, cậu cần gì phải làm khó bọn họ, họ chỉ là những tín đồ của thần, là những tín đồ lương thiện trên thế giới. Người nói là một ông già thấp lùn, khuôn mặt sần sùi, mặc quần áo bình thường, không khác gì những người dân chăn nuôi trên thảo nguyên. Lý Dục Thần quay người liếc nhìn Vu Sư bị đóng đinh trên cột. Tôi biết rồi, ông mới là Lữ Hiền. Cậu đoán không sai, tôi chính là Lữ Hiền. Ánh mắt Lý Dục Thần như dao, lạnh lùng nhìn ông ta, ông lại còn dám đứng ra. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu làm tổn thương những người dân hiền lành trên thảo nguyên này, Lữ Hiền nói. Hiền lành, Lý Dục Thần cười lạnh nói, nhân danh tế thần, dùng hình đốt người, giết người lấy máu, rút mất linh hồn, đây gọi là lương thiện sao?
Đây chỉ là một nghi thức cổ xưa, không liên quan gì đến bọn họ. Bọn học chỉ hy vọng đánh thức thần linh, mang lại hạnh phúc cho họ. Nghi thức, vị thần nào lại cần nghi thức như vậy để thức tỉnh? Nếu vậy thì cũng là một ác thần. Vị thần nào mà không cần nghi thức như vậy chứ? Lữ Hiển nhìn bầu trời, khuôn mặt sần sùi cũng thê lương như vùng đất hoang dã này. Lý Dục Thần không muốn nói nhảm với ông ta nữa, nói, trả lại linh hồn của cô ấy, nếu không tôi sẽ giết ông. Cậu cảm thấy tôi sẽ bị cậu uy hiếp sao? Mạng sống của tôi so với thần thì không là gì cả. Vậy tôi sẽ giết chết tất cả tín đồ của các người, tiêu diệt thần linh của các người, khiến thần của các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Lữ Hiển hoàn toàn không sợ hãi mà còn cười lớn. Ha ha ha, giọng điệu thật lớn. Tuổi còn trẻ đã có thể ngự kiếm bay trên trời, quả thực có thể gọi là thiên tài. Nhưng cục cương à, cậu còn quá trẻ, chẳng lẽ sư phụ cậu không dạy cậu, giữa tiên thiên và tiên thiên cũng có chênh lệch sao? Cậu có biết nơi này là nơi nào không? Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn nơi này để đặt đàn tế thần. Tuy linh khí nơi này cạn kiệt nhưng lại vô cùng hoang vắng. Nhưng đây chính là nơi thần giáng lâm, là thánh địa cổ xưa của Tát Mãn. Thần sinh ra ở đây, sấm sét cổ xưa rơi xuống đây, tất cả tà ma đều không thể sống sót ở đây. Lữ Hiển nói như thể đang niệm thánh thơ. Cậu chắc là Lý Dục Thần rồi, tôi biết cậu, 20 năm trước, chúng tôi đi tìm cậu, đều cho rằng cậu đã chết. Truyền thuyết kể rằng Lý Thiên Sách đã tự tay bóp chết cậu vì dòng máu thiên ma của cậu sẽ mang đến mối nguy hiểm không xác định cho nhà họ Lý. Lý Dục Thần càng nghe càng tức giận, sức mạnh trong mạch máu không thể khống chế được nữa, sát ý sao động trong lồng ngực dâng phun trào. Anh vẫy tay một cái, rút kiếm huyền minh đang đóng đinh vu sư trên cột bay vào tay anh. Một luồng kiếm khí theo đó được phất ra. Kiếm khí từ lòng đất tuôn ra, giống như long xà bay lên, chém ra 10 dặm, những nơi đó đi qua, mặt đất rạn nứt, không có một ngọn cỏ. Những người ở phía kiếm khí hướng vào ngay lập tức biến thành tro tàn. Chỉ còn lại Lữ Hiển, trơ trọi đứng ở nơi đó. Trên mặt ông ta tràn đầy kinh hãi, trong mắt tràn ngập không thể tin được, ông ta nhìn Lý Dục Thần, chỉ là trong ánh mắt kia lại có một tia vui mừng không thể phát hiện. Đây là, thiên ma. Câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, thân thể của ông ta đột nhiên tiêu tán, biến thành một hình bóng sương mù. Gió trên đồng cỏ bao la thổi đến, thổi tan ông ta, không để lại dấu vết gì. Khóe mắt Lý Dục Thần như muốn nứt ra, ma khí trong ngực dâng trào, sát khí không ngừng tràn ra. Nhiệt độ trên toàn đồng cỏ bát ngát giảm xuống, như thể đã bước vào trời đông giá rét. Sương giá ngưng tụ trong không khí, mấy vạn người đang quỳ rạp trên mặt đất run bần bật. A! À. Lý Mục Thần đau đớn kêu lên một tiếng, cầm kiếm huyền minh trong tay. Nhảy điệu nhảy thiên ma ở trên tế đàn. Mây đen cuồn cuộn từ bốn phía kéo đến, vùng trời trên đồng cỏ hoang vu tối sầm lại. Trong bóng tối, người ta nhìn thấy một bóng đen đang nhảy múa trên bầu trời. Hết thảy đều đúng như tình hình thần giáng thế mà bọn họ mong đợi. Chỉ là không có những đám mây tốt lành đầy màu sắc, không có phượng hoàng bay lên mà chỉ có bóng tối và sát khí vô tận. Đầu tiên là những vu sư còn lại trên tế đàn. Thân thể vỡ vụn, bốc lên từng đám xương máu. Tiếp theo là một số người ở gần tế đàn, từng người lần lượt ngã xuống. Bầu không khí trong căn nhà của họ Lý có chút nặng nề. Thi thể của hai người làm thuê và ba bảo vệ được đặt song song ở trong một căn phòng trống phía tây. Ngũ Ngọc Xuân và Tôn Trường Hải quỳ gối trước thi thể. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương đứng ở bên cạnh, một người cầm đao trong tay, một người chắp tay sau lưng. Trong lòng bàn tay đỏ rực. Sau khi Hoàng Đại Sơn ném Ngũ Ngọc Xuân và Tôn Trường Hải vào căn nhà của họ Lý liền trốn vào trong miếu đại thiên của ông ta. Ông ta nói, không có đuôi là không thể ra ngoài gặp người khác, cũng giống như những blogger xinh đẹp sau khi tẩy trang vậy. Nếu không phải Hoàng Đại Sơn nói, Lý Dục Thần dặn dò ông ta phải giao hai người này cho Lý A Tứ, Sư Phụ Vinh và ông Chủ Vương đã sớm ra tay rồi. Lấy thủ pháp của bọn họ. Lúc này sợ là đã loại bỏ sạch sẽ tất cả thịt trên xương cốt rồi. Cánh cửa mở phát ra một tiếng cọt kẹt. Hầu Thất Quý dẫn Lý A Tứ đi đến. Lý A Tứ đã tự giam mình ở trong phòng chưa hề đi ra ngoài cả ngày. Tóc tai anh ta rối bời, trên mặt râu ria xồm xoàm, hai mắt vô thần,
cúc áo sơ mi cài sai, vạt áo nhăn nhúm. Cả người không có một chút tinh thần nào, mới có một ngày trôi qua mà cứ như già đi 30 tuổi. Lý A Tứ vào phòng, ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngũ Ngọc Xuân quỳ trên mặt đất. A Tứ! Ngũ Ngọc Xuân xoay người, trông thấy Lý A Tứ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ áy náy và bi thương, trong đôi mắt mang theo nhu tình và lưu luyến. Tôi xin lỗi. Cô ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Vì sao chứ, khuôn mặt Lý A Tứ có chút vặn vẹo, nhìn qua có vẻ vô cùng thống khổ, lúc nói ra ba chữ này giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh ta vậy. Tôi đã lừa cậu, A Tứ. Ngũ Ngọc Xuân bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Cô ta vốn dĩ đang sống ở nông thôn, cuộc sống trôi qua không có gợn sóng. Lý A Tứ đối với cô ta mà nói chỉ là một điểm nhỏ trong ký ức. Một ấn tượng đẹp đẽ mà mơ hồ thỉnh thoảng lại thoáng hiện ra trong hồi ức tuổi thơ mà thôi. Ngày đó, Tôn Trường Hải đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh vốn có của cô ta. Tôn Trường Hải bắt bố mẹ và em trai cô ta đi, cũng hạ độc dược cho bọn họ. Ông ta bắt Ngũ Ngọc Xuân đi làm việc theo lời ông ta, nếu không sẽ giết bọn họ. Ngay từ đầu, nhiệm vụ của Ngũ Ngọc Xuân chỉ là tiếp cận Lý A Tứ, sau đó tiến vào nhà họ Lý. Lấy được sự tin tưởng của người nhà họ Lý. Cô ta vốn có ấn tượng tốt với Lý A Tứ, làm chuyện này cũng không khó khăn. Cô ta cũng không biết người của nhà họ Lý, không có bất an về lương tâm. Mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, cũng rất bí mật, ngay cả Trần Tiểu Lục cũng không biết cô ta là quân cờ do Tôn Trường Hải sắp xếp. Tôn Trường Hải sắp xếp hai quân cờ, cờ ở ngoài sáng là Trần Tiểu Lục và Lạc Tinh Xương, chắc chắn nhà họ Lý sẽ phòng bị. Tôn Trường Hải chưa bao giờ đánh giá thấp trí tuệ của Hầu Thất Quý, mà Ngũ Ngọc Xuân mới là quân cờ bí mật của ông ta, cũng là đòn sát thủ của ông ta. Ông ta vốn định lợi dụng Ngũ Ngọc Xuân cho Lý Dục Thần một lần đả kích chí mạng. Chỉ là Tôn Trường Hải không nghĩ tới, Lý Dục Thần sẽ trực tiếp ra tay với Tần Môn ở trước mặt toàn bộ hào môn thủ đô trong buổi tiệc mừng thọ Tần gia, ngay cả chính ông ta cũng suýt nữa mất mạng. Nếu như mất mạng, đương nhiên quân cờ cũng sẽ mất đi tác dụng. Sau khi bị thương bỏ chạy, Tôn Trường Hải liên hệ với sư phụ Lữ Hiển của ông ta ở Mạc Bắc, mời Lữ Hiển rời núi, sau đó để Ngũ Ngọc Xuân nhân lúc Lý Dục Thần không có ở đây để hạ độc vào thức ăn. Độc dược là do sư phụ ông ta mang tới, không màu không vị, chỉ cần không phải môn chủ Cát Môn hay là giáo chủ Ngũ Độc ra tay, sẽ không ai có thể nhận ra. Vốn dĩ tất cả người trong nhà họ Lý đều sẽ bị hạ độc chết, nhưng lương tâm bất an khiến Ngũ Ngọc Xuân sinh ra trần trờ. Cô ta đã nảy sinh tình cảm với Lý A Tứ, đồng thời ở trong nhà họ Lý lâu như vậy, người ở đây đều đối xử với cô ta như người nhà. Nhưng mà bố mẹ và em trai cô ta vẫn còn ở trong tay Tôn Trường Hải, vì để cứu bọn họ, cô ta chỉ có thể làm theo lời Tôn Trường Hải. Cô ta giảm bớt liều lượng độc dược, đồng thời đổi độc dược trong đồ ăn của Lý A Tứ, chỉ dùng thuốc mê. Đồ ăn của Hầu Thất Quý giống với Lý A Tứ cho nên vẫn còn sống. Mà sư phụ Vinh và ông chủ Vương cũng dựa vào công lực bản thân để sống sót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.